quy trình cái sữa mình á thì chưa được training đào tạo, nhưng mà tiêu chuẩn đối với cái sữa nhuộc trên núi sàng, năm nó thiết kế trên sàng là 0.33 mét vuông cho một con. Và tính ra từ cái số lượng heo con, cá sữa và số lượng diện tích sàng từ một của một heo con tới cá sữa thì nó tính ra được là cái diện tích sàng nuôi của 1.021 con này là 336,8 mét vuông. Từ cái diện tích nuôi này á, thì mình sẽ có các cái thông số tiếp theo để mình tính toán đến vấn đề là thiết kế cái chuồng nó như thế nào cho nó hợp lý để nuôi với cái diện tích nuôi là 336,8 mét vuông này. Thì phần chúng đang đây chắc để cái phần này ấy, mà trong lúc trình bày thì Nam chỉ ý kiến là chắc anh em nào phần nào mình không hiểu á, là anh em giơ tay thì nhờ Hưng tương tác giúp, tại vì đang trình chiếu thì cũng thể anh em giờ bấm được giơ tay đó thì nhờ Hưng tương tác giúp cái phần này, và mình đến đâu thì theo anh em nghĩ thì mình đến đâu mình tương tác đến đó luôn cho nó dễ. Thôi được thì anh em quay lại phần đó, thì cái phần này thì nó liên quan đến công thức và các con số trong quy trình của mình. Ở cái phần chú chuyển đang anh em có câu hỏi nào không thì anh em bấm nút giơ tay và nhờ Hưng tương tác giúp để anh em mình tương tác với nhau phần này. Mình nếu không có thì mình cứ đếm theo nguyên tắc 1 đến 5 giây, đến đếm từ 1 đến 5 là không có anh em nào có ý kiến thì Nam xin trình bày nội dung khác để đỡ mất thời gian của nhóm. Rồi Nam xin trình bày nội dung tiếp theo là chiều dài chuồng tối ưu. Thì đối với chiều dài chuồng tối ưu đối với cá sữa trong slide thứ hai thứ thứ ba của sự huấn á, trình bày thì đã Nam được tách ra một phần thôi là phần chuồng chuồng giao chuồng tối ưu đối với cá sữa. Thì đối với cá sữa thì chiều dài chuồng tối ưu thì nó hạ từ 25 đến 25 giây, thời gian trao đổi khí tối ưu là 25 giây đến 35 giây. Thì trong đối với heo cai sữa thì tốc độ gió, nhu cầu tốc độ gió của con heo cai sữa là 100 là 1 mét trên giây. Thì mình sẽ tính ra được cái chiều dài chuồng tối ưu mà sẽ tính bằng là thời gian trao đổi khí mình nhân với là tốc độ gió nhu cầu là 1 mét trên giây. Như vậy là con số 1 ngày, cho nên nó chiều dài chuồng nó tương ứng với là cái thời gian trao đổi khí. Còn ví dụ đây là 1.2 thì con số về chiều dài chuồng nó sẽ thay đổi. Ví dụ mình đang bỏ 1.2 đây thì chiều dài chuồng tối ưu là nó 30 mét, nhưng mà đổi theo cái sữa là 1 chấm thì chiều dài chuồng tối ưu nó là từ 25, thiết kế là 25 mét đến 35 mét. Đây là chuồng mình sẽ căn cứ cái này để mình thiết kế một cái chuồng nào cho nó tối ưu về thời gian trao đổi khí từ 25 giây đến 35 giây. Là tới bắt đầu khí nó vào từ dần lành để ra quạt là khoảng trong khoảng thời gian từ 25 giây đến 35 giây. Phần này thì online buổi trước cũng đã giải thích rõ về cái phần này với anh em rồi, Nam chỉ nhắc lại phần này. Và ý tiếp theo cái này thì trong nội dung bài giảng của Huấn Nam không 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 chắc anh em cũng cũng hiểu về phần này. Nam chia sẻ tiếp là về phương án thiết kế. Thì đối với cái trường hợp như này á, thì phương án thiết kế sửa nhà này thì dựa trên một chỉ tiêu diện tích sàn, dựa trên thứ nhất là về chiều dài chuồng tối ưu, hai là diện tích sàn nuôi một nhà cơ sở 0,3 mét vuông, diện tích sàn tổng diện tích sàn nuôi là 336,8 mét vuông, và kích thước mỗi ô cơ sở nằm đang định vị là 2,4 chiều dài này là 2,4 và chiều ngang là dọc chuồng là 2 mét. Như vậy một cái diện tích một ô là 4,8. Từ các con số này thì mình sẽ cho ra số nhà, số phòng và cái số dãy chuông mà mình cần thiết kế. Thì mỗi diện tích mỗi ô chuông cái sửa 40 48 4,8 mét vuông. Như vậy là số ô cái sửa cần là bao nhiêu? Mình sẽ lấy là 70 ô. Mình sẽ lấy là diện tích sàn nuôi là 336,8 mét vuông này mình chia cho một ô là 4,8 mét vuông. Như vậy là cái diện tích số cá sữa của mình là 70 ô. Và cái này phần này Nam cũng giải thích là vì sao mình lấy cái kích thước 2,4 nhân 2 mà mình lấy số khác. Thì đa phần thì cái phần này cũng liên quan đến thiết kế, cái diện tích mà bề ngang 2,4 này á
nó là tương ứng với là thiết kế của một cái sàn nhà đẻ. Dù sau này mình cũng muốn thay đổi công năng từ mà nhà cái sửa này mình chuyển qua nhà đẻ, thì mình có thể là mình tháo tháo hệ thống giăng, tháo nó ra, mình ráp chuông vô thì nó tương đương với cái chiều dài này 24 này. Ở chuông nhà đẻ mình là hiện tại mình đã thiết kế là 24, còn bề ngang là 1,75. Đó là Nam cũng cũng trong một suy nghĩ như vậy thì cũng thiết kế một cái ô chuông là tương đương với là 24 nhân 22 mét. Thì cái phần này thì sếp Huấn với anh em cũng cho ý kiến, có thử nó hợp lý chưa, thì em cho ý kiến thêm thêm phần này. Năm thứ bảy tiếp thì từ cái diện tích, tổng diện tích sang nuôi mình chia cho diện tích mỗi ô cá sữa là 4,8 mét vuông, thì như vậy là cho ra là khoảng 70 ô cá sữa, 70 ô cá sữa. Thì trong 70 ô cá sữa này mình chia cho 6 dãy, là 6 dãy thì như vậy nó sẽ ra số lẻ. Như vậy Nam sẽ làm tròn lại là mình lấy 7 thêm 2 ô là 72, 72 ô, tổng là 72 ô mình chia cho 6 dãy. Như vậy á là một dãy cá sữa của mình á tương ứng với là 12 ô, tương ứng là với là 12 ô. Từ cái số số thực tế trong một dãy mình, Nam sẽ tính được là chiều dài của một dãy sang chuồng nuôi là Nam sẽ lấy số 10, mình sẽ lấy 12 ô này nhân cho 2, 2 mét bề ngang này. Bề ngang của một ô này là chiều 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 dài này là 24, bề ngang là 2 mét, mình sẽ lấy 12 ô này mình nhân cho 2. Như vậy là chiều dài mỗi dãy sang chuồng là 24 mét, 24,1 mét. Là đây đang lập công thức đây, là lấy số 12 ô mình nhân cho 2 mét của một ô. Thì cái ô mình đây là 24 về chiều sâu này và 2 mét là chiều dọc này. Nó sẽ ra diện tích của một chiều dài của một dãy sàn ô là 24,1 mét. Và chiều dài chuồng thì mình tính luôn cả hai đầu này. Hai đầu này thường thường thiết kế là 1 mét 2 phía đầu dân lành và 1 mét 2 ở phía đầu dân quạt. Sẽ cộng theo công thức phía trên này, Nam sẽ đến đây là mình sẽ lấy là 24,1 là chiều dài một dãy sàn chuồng. Mình cộng với là 1 mét 2 cộng 1 mét 2, 1 mét 2 đầu dân lành và 1 mét 2 đầu quạt. Nó sẽ ra là cái chiều dài của cái chuồng lọt lông á là 26,5 mét. Còn chiều rộng chuồng mình theo thiết kế 6 dãy thì nó tương ứng với là hai công thức là 24. Mình lấy 24 nhân cho 6 nghĩa là 6 dãy cộng với là D21. D21 là gì? D21 là, để nó xuống cái này thì cho nó dễ thấy. D1 là bề rộng của hành lang, bề rộng hành lang đây có 7 hành lang, 1 2 3 4 5 6 7 bề rộng của 7 hành lang. Như vậy mình sẽ tính chiều chiều rộng của lọt lông của cái chuông nhà heo này á là bao gồm là 6 6 cái màu vàng này, 6 ô chuông này. Vậy là cộng 7 cái khoảng khoảng hành lang. Như vậy nó sẽ có công thức là 5 lấy D7. D7 là tương đương với số 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 dãy nhân với là 240 mét là chiều sâu của chuồng, và D21 là hành rộng hành lang mình nhân cho 7, bao gồm mình có đầy 7 khoảng hành lang. Như vậy nó sẽ ra được là chiều rộng của chuồng là 22,1 mét. Ở chiều cao đan đỉnh đỉnh lá phong á là bằng vẽ thiết kế đây, chiều đan từ đan đến lá phong là khoảng này, khoảng từ đan đến đến lá phong á, là khoảng này từ đan đến phong này là 2 mét, đan nó lấy là 2 mét 2. Có nơi thiết kế là 2 mét 10 15, có nơi thiết kế thì Nam lấy con số là 2 mét 2. Chiều cao của đáy, chiều cao của đáy thì được tính là từ cái đan bê tông á, từ mình tính từ đan bê tông. Đây, từ đan bê tông từ mặt cắt này, từ đan mặt đan bê tông này xuống dưới này thì chiều cao đáy là 0,8 mét. Chiều dài đáy, chiều dài đáy là tính mình tính từ đầu lâm từ bức tường và bên này, từ hệ chiều lối đi bên này đến qua lối hành lang bên này là tổng 8,1 mét. Thì 8,1 mét này nó được cộng là hai chuồng, là chuồng là 24 mình nhân 2 lên. Ở đây 24, cái đây 24, hai màu vàng là 24 mình nhân 2 lên. Mình cộng với là ba cái khoảng trống. Ở bên này là D21 là 0, D21 là ba khoảng trống là 1,1. Mình cộng 1,1 1,1 nhân 3
ba khoảng là mình 5 x 3 lên 1 x 3 nó sẽ ra là 8 x 1 là chiều dài của đáy ở tầng 1. Và rộng hành lang thì lúc nãy nằm chia sẻ là cái phần này rộng hành lang lọt lăng này là 1 x 1 để thay hiện tại thiết kế của mình. Thì con số này có thể là mình nó có thể thay đổi về tùy vào cái thiết kế của mỗi cái trại. Đây cái bản vẽ chung của group thì Nam lấy cái bản vẽ này để mà mình chia sẻ với anh em. Về cái phần diện tích phòng này thì như vậy mình sẽ tính ra cái diện tích phòng của một cái phòng là chiều bề ngang là 22 mét, 22,1 mét và chiều dài là 26,5 mét. Nó so với là kích thước chiều dài của tối ưu thì hiện tại là đang chọn số từ 25 đến 30 thì đây hiện tại À, đang anh có thấy tôi 26,5 kiến mét. Nam ơi. Thì cái nhà hân 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 tương tác chứ hơn chứ không Hơn thấy. Thái này về bằng lớn được. Thắng ơi. Dạ luôn. Rồi. Dạ em chào anh Nam à. Rồi, chào. Cho anh hỏi chụp anh cái chỗ số nhà anh bố trí hai nhà nhưng mà số phòng hai phòng đi xem có đúng không anh? Vì theo cái thiết kế của anh đấy là có Phòng phòng là sáu anh hai 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 phòng hai phòng một nhà. thì phải là bán nhà chứ. Phòng nhà là nhà số nhà cái sữa là tổng là hai nhà. Số phòng á là một phòng đến nhà là hai phòng, như vậy là tổng là bốn, tất cả là bốn phòng. Mình theo mình hiểu là cái phòng á là một cái giống một cái nhà mình ngăn đôi ra, như vậy là hai phòng. Một nhà heo mình ngăn đôi ra hai nuôi hai bên á là gọi là hai phòng. À, mình Ngoài đi khoai còn cái ngoài đi 6 x 6 á, 6 này là 6 dãy, 6 dãy này à, anh em thấy anh Tân có giơ tay không biết gì anh Tân ha, anh Tân mở mic lên em chào anh Nam. Cái thứ nhất là em cũng có cái thắc mắc giống Thắng. Cái thứ hai á là tại vì ngay từ đầu á là em cái suy nghĩ của em á là mình có 6 dãy đây nè, là mình sẽ chia nó thành hai phòng thì nó tương đương với lại một phòng là 3 dãy. Thì đầu tiên á là em suy nghĩ là em tưởng anh Nam trình bày theo hướng đó, tại vì á là nếu mà 6 dãy này mà mình đang tính theo cái bề ngang nó 22,1 m á, là về cái phần xây dựng á, là mình không thể làm cái vì kèo mà nó dài đến mức đó, cho nên á là có thể mình chia nó làm hai hai phòng. Thì khi mà mình chia nó làm hai phòng á thì một phòng nó sẽ là 3 dãy, nhưng mà một phòng 3 dãy á thì nó sẽ có 4 cái lối đi. 4 lối đi như vậy á là hai phòng á mình tính tổng nó sẽ có 8 cái lối đi, và 8 cái lối đi á thì cái tổng cái chiều dài của 8 lối đi á mình sẽ tăng lên một chút so với cái 7 cái lối đi mà anh Nam đang đang tính. Thì em có ý kiến như vậy. Dạ em xin hết Thì ạ. rồi cảm ơn Tân, rồi cảm ơn bạn 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 nói lúc này đó, nó có ý kiến. Thì cái phần lúc này vào á là mình chưa giải thích thêm thêm trên này, thì mình chưa giải thích này tại mình đi ở dưới trước, bắt đầu mình quay lại cái phần trên này giải thích cho anh em các con số dưới này trước về các con số tính toán tử cơ. Mình mà giải thích trên này vì sao mình tính ra là mình chọn là chọn hai nhà. Thì bây giờ là mình phải giải thích cho anh em trước là hai nhà là Nam Nam một nhà. cho mình ý kiến xíu được ạ. Rồi. Chào Nam, chào sếp, các anh em. Tao cũng có ý kiến chỗ này xíu. Thứ nhất á, là cái nhìn nhìn tổng thể cái nhà thiết kế cây sữa mà nó hình giống như cái hình vuông như thế này là cũng cũng hơi 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 khó so với cái thiết kế tổng thể từ chẳng hạn như là nhà đẻ, nhà bầu. Rồi cái tới cái nhà cây sữa là thấy cái hình vuông như vậy khi mình lên cái mô hình thì nó không có cân đối. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chỗ diện tích của cây sữa tại sao mình không làm là 2,4 x 2,4 mà phải làm 2,4 x 2. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, thật ra thì cái tối ưu của cái chuồng á thì mình dựa theo cái độ thông thoáng gió thì của chẳng hạn như của cái mình mới học á thì nó tầm 25 đến 30 25 đến 30 giây, nhưng thực ra cái thiết kế từ xưa đến giờ của ở Việt Nam mình á thì cái mức độ tối ưu của nó vẫn là tầm khoảng dưới 1 phút.
Thì tại sao như ba dãy này, nếu như ba dãy này mình sao mình không làm thành một 6 dãy này, mà không chuyển thành 3 dãy cho nó, cái độ dài của cái chuồng nó tầm khoảng cỡ 50 50 52 mét, nó vẫn nằm trong cái chuẩn, đặc biệt là cái heo cai sữa thì cái tốc độ gió nó không cần quá cao. Và mình không có thiết kế theo kiểu hình 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 chữ nhật để cho nó có cái hợp lý hơn là cái hình 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 vuông như thế này. Đây, mình cũng có mấy cái ý kiến đó thôi. Rồi, rồi cảm ơn bạn. Thì ý kiến đúng sẽ nói ok nó chắc chắc phần nào mình ý kiến phần nói cho mình chưa chưa ý không kiến không phần ghi ghi nào lại kịp. Phần này lúc này Rồi rồi rồi. Mình thấy là ở đây là cái mình làm cái nhiều cái lối đi quá ha. Ví dụ như là thông thường là nó giống như hai giày là người ta làm là nó đôi nó đâu đít nhau á. Có nghĩa là hai dãy là có hai lối đi hai đầu thôi, hai bên à, hai đầu thôi, là hai cái dãy này là nó cùng cùng một đối đích, nó đấu đích nhau là cái lối đi ở giữa đó gần như là bỏ. Thì cái cảnh này nếu mà làm vậy thì mình đợi đợi mất cái diện tích, mất một phần diện tích mà thêm cái lối đi á, thì nó thì có thể nó tốt hơn. Ý kiến có ý kiến nhỏ vậy thôi. Được rồi. À để mình giờ đó thì mình trả lời cái câu hỏi của chỗ Tân với một em nào trước để án nói trước nha. Còn cái chuyện đúng sai là mình nói sao nhất á, là mình hiểu rõ trước, tại vì lúc có nhiều người á gọi đây là nhà. Dù người có người gọi đây là bốn cái nhà, bốn nhà heo một, nhà heo hai, nhà heo ba, nhà heo bốn. Nhưng mình phần trình bày của mình á thì mình gọi đây là nhà một, đây là nhà một, đây là nhà hai. Thì trong mỗi nhà như vậy á, nó sẽ có hai phòng. Hai phòng. Thì hiện tại mình đang trình bày cái bài của mình á, là mình đang trình bày tính trong một phòng. Một phòng trước thì mình một cơ bản là một có ra một phòng rồi á, thì mình sẽ tính ra được một cái, là bao nhiêu cái phòng. Hiện tại trong cái bài báo cáo của mình nó là tổng là hai nhà bốn phòng. Thì trong cái phần note lúc nãy mình chưa trình bày là cái này mình trình bày sau. Tại vì mình phải có các cái cơ sở này á, thì bắt đầu mình mới có cái con số ở đây là bao nhiêu nhà và bao nhiêu phòng trên một nhà ở đây. Thì thứ nhất là mình giải thích cho cái phần câu hỏi của Tân và là cái bà nào đó là hiện tại bên mình là mình đang quy định là đây có hai sẽ có hai nhà nhé, mình chỉ cái hai nhà cái sửa và mỗi nhà cái sửa là có hai phòng, như vậy là tổng là bốn phòng chứ không phải là hai phòng, phòng cái sửa một, phòng cái sửa hai, phòng cái sửa ba, phòng bốn. Thì đó là cách mình quy định cái tên gọi trước để cho anh em hiểu. Còn đây là một cái dãy chuồng từ cái số 1 đến số 12 thì mình gọi là dãy chuồng. Thì Nam chia sẻ lại cái phần này thôi, lúc anh em chưa chưa hiểu phần này thì có thể là nó bị nhầm lẫn. Thì đó là cái phần câu hỏi của câu hỏi thứ nhất của Tân và cái bạn nào đó Nam chia sẻ. Còn câu hỏi thứ hai về liên quan đến xây dựng á, thì bề ngang hai dài 2 mét này thì thật sự thì cái này mình cũng đang suy nghĩ, khó chứ không phải là dễ. Nhưng mà cái bài trình bày vừa rồi của Huấn á thì cậu luôn câu hỏi này nó liên quan đến câu hỏi của chỗ 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 bào mông, thì mình vừa chiều dài tối ưu của cái trại cái sửa đối với tốc độ gió 1 chấm để mà lưu lưu lượng gió mà nó bắt đầu từ vào nó vào khi vào đầu dần lạnh và đến khi đang lạnh là 25 giây đến 35 giây á, thì mình căn cứ đó thì mình với tốc độ gió mét trên giây một một mét trên giây á, thì nó ra được cái chiều dài tối ưu của một cái nhà cái sửa là 25 đến 35 mét. Đó là cái vấn câu hỏi của tổ sếp bảo có liên quan đến câu hỏi của Tân và là tổ sếp bảo mất thì ba sếp hỏi thì mình cũng có giải thích cái phần này. Thì mình chỉ dựa trên trên cái phần chia sẻ của sếp huấn để mình xây dựng cho sao cho nó phù hợp với cái chiều dài tối ưu để nó lưu lượng gió thế nào cho nó phù hợp. Có thể trước đây là mình chưa có một con số nào mình dựa vào cả, hiện tại mình có một số để mình dựa vào để mình phân tích. Còn trước đây mình đang làm theo kinh nghiệm, nếu mình thấy làm sao cho tối ưu cái nhà cái sửa mình làm cho dài để cho tận dụng được cái diện tích đất, hay là tận dụng được cái quạt, hay tận dụng được cái gì đó, mình chỉ làm theo kinh nghiệm là mình chưa có một con số nào để làm. Hoặc là khi mình xây lên rồi đó, bắt đầu là mình mới cầm cái đó tổng độ giỏi mình đi kiểm tra, như vậy có thể là sai, sau đó là mình cũng đập ra lại mình thay dần lành hoặc tính toán lành á, thì cái phần đó là mình không đang làm theo kinh nghiệm và mình cũng dựa vào con số nào.
Còn nam thì đang dựa theo con số chiều dài chuồng tối ưu buổi online trước tổ chức cũng chia sẻ, thì nam đang dựa đến này để nam xây dựng hệ thống các cái chuồng bề dài bề ngang sao cho hợp lý. Đó thì nam cũng chia sẻ live với là anh em cái phần câu hỏi của mấy anh em. Còn vì sao mà chọn 6? Ví dụ như là đây là mình nam chọn là 6 dài. Chọn dây chuông này được tương ứng với chiều dài của mũi chuồng mũi dài dài là 26,5m và chiều rộng là 22,5m. Ví dụ như là bây giờ anh em cứ nói là để cho nó bề ngang nó hẹp lại như ý kiến của Tấn á, thì nam ví dụ bỏ bốn cái này, bỏ bốn cái này đi, ví dụ như là bỏ phần này, đúng không? Mấy anh em đừng quan tâm về số nha, bỏ phần này mình ẩn phần này đi, hai phần này đi. Đó, dưới thiết kế của Tấn á, Tấn muốn là thành bốn dải thôi. Thì nam sẽ gọi một đội bốn dải thì nó như thế nào? Gọn số bốn dải như thế nào? Bốn dải á thì nó sẽ dài ra chiều dài chuông sang chuông của mình á là đến 38,5. Phần này nam cũng đã chạy rồi, 38,5. Đây, 38,5. Và bề ngang chuông á là nó là 17,3. Cái phần này á, thì nó sẽ tương ứng như vậy, tương ứng với là chiều dài, mình nói địa chiều dài đi, đừng nghĩ phần bề ngang này. Như vậy là nó tương đương vậy là 38,5. Thì 38,5 này mình đối chiếu với chiều dài chuông tối ưu trong cái phần mà ship trước chia sẻ là dựa trên thời gian trao đổi khí từ trong một nhà heo đối với heo cơ sữa. Trong một nhà heo từ 25 giây đến 35 giây với tốc độ gió là 1 chấm thì nó tương ứng với chiều dài chuông 25m đến 35m. Như vậy nếu mà phương án thiết kế của mình á, mà là bốn nhà heo thì nó sẽ ra là chiều dài là 38,5m, nó sẽ vượt cái ngưỡng qua là cái phân cho phép chiều dài tối ưu nó vượt là 3m rưỡi. Còn anh em muốn như anh em nói là muốn thiết kế bốn dải, anh em kể hai dải để mình tận dụng cái đất hoặc là chiều dài chuông thì như nào, như lúc này có chịp nào chia sẻ đó, tốc độ gió 1m trên giấy đó, thì mình giờ mình làm hai dải thì nó như thế nào? Nếu mình làm hai dải á thì chiều dài cái chuông của một heo này á là trong một cung bao cung rá đó, nó sẽ khoảng 74,6m. Vậy nó có dài. Đó, ví dụ mình làm rồi thì nó sẽ có cái chiều dài này, nó sẽ hai dải. Nó sẽ là để nằm ở đây. Do nam đun bay đầu nên thể là nó mất nhiều thời gian so với là các anh em trên bài theo đó, là nó sẽ chiều dài này nó sẽ là 74,6m. Như vậy nó quá dài, đó là nó vượt cái gọi là cái chiều dài tối ưu có điều kiện là lưu lượng gió là 25 giây đến 35 giây. Thì cái phần này thì nam cũng giải thích cho anh em như vậy. Anh Tân có câu hỏi ha, anh Tân em thấy anh như thầy. Dạ anh Nam, em có chút ý kiến này nữa, có nghĩa là cái trước hết á, là cái chiều dài mà mình trên hình mà anh đang thiết kế là cái chiều dài chuồng á, nó đang tương ứng với lại 12 cái ô cây sữa đó, thì nó đang em sẽ không thắc mắc cái phần đó, tại vì cái phần đó là mình đang áp dụng theo cái nguyên tắc của các bài học rồi, em không có ý kiến về phần đó. Nhưng mà cái bề ngang á, có nghĩa là hiện tại mình đang thiết kế mình có 6 dãy. Mình có 6 dãy và nó đang nằm trong một phòng. Thì như vậy đó, là cái bề ngang của cái phòng á, là mình đang có cái chiều dài là 22,1m. Thì thực bề ra ngang, thì em bề ngang 22,1, chiều dài là 26 thôi. Dạ đúng anh. Thì đối với cái chiều mà 22,1m đó, thì thực ra thì bản thân em không phải là người rành về cái cơ khí. Nhưng mà em quan sát trên các chuồng á, là em thấy 22,1 á là cái vị kèo mà 22,1 á là nó sẽ rất là dài. Cho nên á, là cái chỗ này mà áp dụng thực tế là nó có hợp lý hay không. Thì nếu như mà cái 22,1 mà mình đánh giá nó dài đó, thì nó còn một cái phương án khác để mình thay thế cái phương án này. Có nghĩa là hiện tại 6 dãy này nè, nó đang nằm trong một phòng. Thì thay vì như vậy đó, là chính giữa dãy 3 và dãy 4 là mình sẽ xây một cái bờ tường để mình ngăn cái này ra, thì nó sẽ trở thành là hai phòng. Và nó làm cho cái vị kèo của mình đó là 22m chiều vuông, cái vị kèo đó nè là mình chia làm hai ra, là cái độ chịu lực của cái vị kèo của cái mái nhà đó nè nó ok. Thế còn nếu mà làm một cái vị kèo dài 22m thì theo những cái cảm quan của em ấy, tại vì em thì không quá rành về chuyện này, thì em thấy là cái này là cái rất dài. Rồi rồi Tân, anh hiểu phần này. Cái chỗ này Nam ơi,
Mình thấy nếu mình không biết là Nam đặt công thức nó có bị lộn không, nếu như trường hợp mình lấy một cái dãy hai hai dãy cuối đi, là mình chia đều cho bốn dãy này, mình lấy là chẳng hạn đây là chiều dài nó là 26,5, mình trừ hai đầu hai đây là mình trừ 2 mét, còn 24,5 mình chia cho 4, tại mình chỉ phân bổ cho 4 dãy này, mình chia cho 4 thì nó thêm khoảng 6 mét nữa, thì nó vẫn còn nằm trong cái khoảng của mình là dưới 35 mét. Y xương là mấy dãy? 4 dãy. 4 dãy, thì đây mình sẽ nhập vào 4 dãy đấy sao không? Không, mình không biết công thức làm sao, mình nhẩm này, mình nhẩm cho mình nói với Nam đó, công thức mình có nó có lộn không? Tại vì đây nè, mình nói là giờ đây, một dãy đây mình của chuồng đây á, là mình trừ 2 mét đầu đi là mình còn lại là 24 mét mét thôi, 21,5 trừ hai đầu này mình lấy, mình lấy cái đây là mình lấy mỗi mỗi cái là 6 ô mình bỏ vào cho các ô cho bốn bốn dãy này. 6 ô, một ô là mấy, là 6 là 6 nhân 2 bên ngang, một ô bên ngang này là 2 mét, như vậy cái này là 12 đây sẽ bằng để mình quay lại bộ đồ số 6 đấy nha, quay lại 6 để cho nó có mấy số. Cái bề kia cộng rồi. 12 là ra 50 này, chiều dài sang này. Mình cũng đừng quan tâm là 12 ô nha. Mình muốn làm bao nhiêu ô được, mình đừng quan tâm cái này. Không không, mình cứ lấy theo cái này đi. Đây không đây mình giải thích cho bằng, đây là chiều dài của sang chuông, mình đang tính chiều dài sang chuông này. Là từ số 1 đến số 12 đó, mét đô 1 đến 12 là chiều dài của sang chuông là nó 24,1 mét. Như vậy mình chia đôi ra, ý sắp đừng nói là mình sẽ chia 4 ra đúng không? Đúng rồi. Như vậy là nó sẽ là bằng cái này chia 4. Mình tính cái sang chuông thôi, mình đừng có tính. Đúng rồi. Rồi nó sẽ ra là 6 mét. Sáu mét là thành 38 mét mấy đó? Đâu, mình mới kêu mình có 26 mét mà. Chiều dài mình... 26 mét à? 26 mét cộng vô mà là mình dẫn dưới 35 mà. Rồi. Như là có gì đó sai được, công thức từ đây để mình coi. Đúng rồi. Ra này. Cái này mình chắc mình cộng 2. Đó mình cộng 2, đang cộng 2 chỗ này. Cộng 2 trong công thức cô Nam có là cộng 2 đầu hồi 2 lần. Hiểu không? Khi Nam lập công thức á, chứ còn mình thiết kế 4 dãy là ok. Là vẫn dưới 35 mét. Đúng rồi đó Nam nha. Em lộn về đó đấy. Tức là mẫu chiều ngang của chuồng em á là nó khoảng 2 mét, mà em lấy 12 em chia 4 á thì nó ra còn là 3 là 6, 6 cộng 6 là nó ra mới là 32 à. Được rồi. Nam à. 6 mét. Được rồi, em hiểu rồi chứ. 6 mét. Như vậy là chiều dài là 25 mét nhiều rồi. Anh có góp ý cái này. Anh góp ý cái này này, với câu hỏi của Thắng là Nam coi lại cũng bị lộn. Đâu đó là chúng ta chỉ cần thiết kế là một nhà hai phòng thôi, chứ không phải là hai nhà bốn phòng. Rồi, em sửa lại thôi. Rồi em chỉnh lại thôi. Một nhà và hai phòng thôi, chứ không cần phải đó. Là câu hỏi của Thắng mà là nên trả lời đó như vậy. Câu hỏi của Tăng với Bảo á, là chiều ngang mà 22 mét mấy á, thứ nhất là Tăng nói là làm được hay không được á, thì là làm được. Trả lời của Tăng là chiều ngang mà 20 mấy mét là làm bình thường. Nó có nhiều phương án thiết kế. Đó là nói về làm được. Nhưng chúng ta nên tính lại thử tối ưu. Ví dụ 4 dãy thì nó là có qua được 35 mét không? Thì như vậy. 37 mình đâm xuống. 37,5 mét đấy. Thì chúng ta nên cân nhắc cái đó là nên 4 dãy, còn cái chuyện mà làm 22 mét chiều ngang hay là bao nhiêu mét là bình thường. Nhưng mà nó sẽ bị cái gì? Nó sẽ bị cái mái tôn á, là khi chúng ta càng làm chiều rộng mà lợp theo cái chiều đó thì nó sẽ bị gì biết không? Nó sẽ bị cái độ dốc của mái tôn, và độ dốc của mái tôn không có thì nó sẽ ảnh hưởng đến lượng mưa, nước mưa, cũng giống như là cái bức xạ nhiệt. Thì sau này nó sẽ có một cái phần tính về cái bức xạ nhiệt, đặc biệt là cái máy nó nằm ngang hoặc là máy nó nằm xuôi. Thì tại sao có những vùng nóng, ví dụ như Campuchia với Lào á, là người ta thường là máy nó dốc, là nó có nguyên nhân về bức xạ nhiệt. Thì cái phần đó chúng ta trong thiết kế nó vẫn có công thức. Đó là chiều ngang với chiều, nói về cái chuyện chiều ngang. Còn nói về cái câu chuyện Bảo nói là trước đây chúng ta làm
là nó tăng lên 35 mét, trên 35 mét đó, là vẫn được. Để giảm cái tỷ lệ tốc độ gió xuống, thì chính vì đó chúng ta cũng đang bị lỗi đấy. Chúng ta cũng nên có cái suy nghĩ trước, tức là làm sao để dựa theo cái công thức của chuyên gia này, chúng ta hiểu cái phương pháp trước, thay vì chúng ta thiết kế trước. Chuyện thiết kế là chúng ta sẽ còn coi thử cái mỹ quan theo cái đất của nó có phù hợp nữa không nữa. Đó là những cái phần thiết kế, nhưng chúng ta nên hiểu cái nguyên tắc tính, cũng như nguyên tắc là theo cái bài giảng này trước, rồi chúng ta sẽ áp dụng cho nó phù hợp. Thì như vậy là chúng ta nên bàn tới nguyên tắc về cái thiết kế trong cái bài giảng là quan trọng đó. Nam, anh giải thích thêm để mọi người rõ cái phần này. Rồi cái phần chỗ bằng vậy có ý kiến á, thì kia thì đấy Nam đã nhập lại cái số liệu là 4 dãy á, thì tương đương với là chiều dài của chuồng là 37.5. 37.5 là thì nó, cái đó nó... chúng ta cũng nên lấy cái tối đa đó một chút, nhưng mà chúng ta sẽ bóp lại cái gì biết không? Chúng ta thay vì á, đầu hồi, hai cái đầu hồi á, là nó sẽ là 1m2 á, thì chúng ta ví dụ quạt á, là chúng ta không cần, dưới cái quạt chúng ta sẽ giảm đi 0.5, nó không cần phải để 1m2, ví dụ như vậy trong thiết kế. Rồi ví dụ như trên là chúng ta giảm xuống 1m, ví dụ như vậy. Nó có một phương pháp nữa là thay vì á, là mình cứ nghĩ rằng cái ô chuồng chúng ta 2m4, 2m, thì như vậy là chúng ta ra 3m6 được không? 36, 24 và 34, 36, 2m thì nó vẫn giảm được cái chiều dài chuồng xuống cho em đủ cái tiêu chuẩn. Nhưng mà chúng ta hiểu nguyên lý trước đi. Em cứ hiểu nguyên lý trước đi. Còn chúng ta khi thiết kế thực tế thì chúng ta sẽ ngồi lại với đội thiết kế với thạch. Tôi sẽ đảm bảo cái đó. Nhưng mà bắt đầu là chúng ta, nhưng mà nên nhớ rằng một điều này nữa nè. Nếu như mà trong một ô nuôi, đặc biệt đối với cây sữa hoặc heo thịt, người ta khuyến cáo tốt nhất để nó không bị chết do mật độ, do cái số lượng á, là người ta thường khuyến cáo là từ 25 đến 35 con trên một ô thôi. Đối với heo cây sữa với heo thịt như vậy, đó là điều kiện tốt nhất. Nhưng thông thường chúng ta cũng đang thiết kế là cứ 50 con hoặc là 100 con trong một ô, thì nó bị stress gì đúng không? Stress do số lượng chứ không phải là stress do mật độ, cho dù đảm bảo nhiệt độ. Nhưng người ta vẫn thích rằng chia nhỏ. Ở Việt Nam chúng ta thường là hồi xưa là cứ theo là cứ 50 con hoặc 100 con để giảm, giống nuôi gà trắng đấy. Trước kia người ta nuôi gà trắng làm nguyên một cái nhà đó là 1000 con, 2000 con, hai dãy là người ta chia làm hai dãy thôi, không có vách ngăn. Nhưng đối với heo thì nó không phù hợp. Tại vì sao biết không? Nếu như chúng ta nuôi số lượng càng đông trong một ô, tức là cái tập thể đó nó đông quá, thì cái việc di chuyển, cái việc tiếp cận, đặc biệt là tiếp cận, nó ảnh hưởng đến một số bệnh, biệt là tiếp xúc. Nếu chúng ta 100 con trong ô thì nó khác với 25 con trong ô. Thì như vậy là cũng phải suy nghĩ thêm cái tương lai. Như vậy á, anh em, chúng ta hiểu trước về góc độ cái hụt để cho nó có cái tiêu chuẩn với cái nghiên cứu với cái test của con heo trước, rồi chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế phù hợp. Đó thì anh em hiểu nguyên tắc này trước. Dạ rồi. Thì cái phần lúc này chỗ sẽ bằng ý kiến thì mình cũng nhập vô 4 dãy thì nó ra là 37,5 mét, là bao gồm tính hai đầu hồi đó sẽ vậy. Chúng nó dài hơn tiêu chuẩn là 2,5 mét. Rồi cái phần mình sẽ đi vào chi tiết sau, của mình đi vào bài học đi, quay lại bài học để mình cái này cũng thực hiện như thế nào. Cái phần anh em có ý kiến á, cái phần anh em có ý kiến thì nó liên quan đến thiết kế nhiều chứ không phải nguyên liên quan đến cái bài học, thì nếu mà nên tập trung vào cái bài học, nguyên lý nó tính đúng như vậy, rồi nó sẽ bố trí như vậy, đi theo cái cung đường chúng ta biết cái nguyên tắc tính nó như vậy. Còn khi mà ngồi thực tế thiết kế thì chúng ta sẽ bắt đầu đặt câu hỏi thêm nha. Anh em phải hiểu được nguyên tắc là ok nhất. Nam. Dạ rồi. Tại cái phần này thì chốt là chỗ này với anh em á, là cái chuồng cây sữa là chiều dài tối đa mình chỉ được 3m, 35m thôi, nhưng anh em nếu như mình làm vượt 35m là nó không đúng cái nội dung bài học, vì cái diện tích, vì cái tốc độ gió mình cho phép là 1m trên giây. Đúng rồi. Là
khi mà cái làm cái nó cao lại. Hơn là anh Nam mới đưa qua là làm 6 dãy đó. Theo nội dung bài học. Không, ấy em chốt lại cho anh em, để anh em khi mà không có điểm nhấn là anh em quên mất. Rồi, chắc mình trình bày tiếp về phương pháp tính toán nhân lành vượt quạt. Nó cũng liên quan đến các con số ở bên này. Thì những con số nào mà nó liên quan thì Nam sẽ đưa qua bên này để mình tính toán liên quan đến công thức vừa rồi tuần trước sẽ cũng có chia sẻ với anh em. Thứ nhất là nhà đang lại về số dãy chuông thì nó là 6 dãy, chiều dài chuông là như thế kế bên kia là 26.4 m, chiều ngang chuông 22.1 m, chiều cao đan đỉnh lá phong 2.2 m, chiều cao đáy 0.8 m, chiều dài đáy là 8.1 m. Hôm nay Nam giải thích chiều dài đáy là tính từ đâu đến đâu rồi nhá. Hành lang đường luồng là 1.1 m. Thì số hình khối trong cái bản thiết kế bên đó là nó là có 3 hình khối. Thì mình sẽ tính cả cái công thức để mà nó liên quan đến vấn đề mà mình tính đến số lượng giăng lăn và số lượng quạt. Giăng lăn bao nhiêu mét và vuông và quạt là mình bao nhiêu cái, công suất bao nhiêu. Thì nó sẽ có các công thức mình tính tiếp là cái phần mà Nam bôi đen ở đây. Thứ nhất là thể tích hình trụ chữ nhật. Thể tích hình trụ nhật là cái phần này chắc cũng để nó có cái hình qua bên này cho nó dễ thấy ạ. Cái phần này là Nam giải thích lại thôi nha, còn bữa đùa trước tuần trước thì Diệp Huấn tiếp giải thích cũng tương đối kỹ cái phần này rồi. Về thứ nhất là mình tính về thể tích hình trụ chữ nhật là nó được tính là từ lá phong đến đi xuống ngang đan tầm đan. Đây là một hình nhật, kỹ nhật này là thể tích trụ nhật. Và thể tích hình trụ tam giác nó được tính từ mặt đan băng qua và nó bắt kéo xuống cái mướn đột nước này là mình tính thể tích hình trụ chữ nhật. Thì về công thức tính thể tích đó, thì mình lấy chiều cao nhân chiều rộng, đây công thức là chiều cao mình nhân chiều rộng và nhân với chiều dài, nó sẽ ra thể tích của hình khối chữ nhật nằm phía trên đan, từ đan trở lên. Và công thức tính thể tích hình lăng trụ tam giác thì nó được tính là công thức là 1/2 cái hình chữ nhật, hình dưới này là hình chiều dài dài chuồng nhân chiều cao đáy nhân với chiều dài đáy là từ bên lối đi bên này đến qua lối đi bên này là 8.1 m, nhân cho 3 là có 3 lăng trụ, và thiết kế bên của ship bên là có 3 lăng trụ. Như vậy tổng cái diện tích, cái này là công thức toán học thôi, tổng diện tích của thể tích phong á, tổng diện tích phong là 1540 là cộng hai cái hình chữ nhật phía trên và hình lăng trụ phía dưới, nó sẽ là 1540 đối với thể tích phong mà 3 dãy như thế kế bên cạnh. Thì thời gian trao đổi khí nó được tính như thế nào? Thời gian trao đổi khí là tính là chiều dài chuồng nhân đổi với là tốc độ gió tối ưu. Chiều dài chuồng của mình á là như thế kế bên đó là 26.4 m, và tốc độ gió tối ưu đổi của heo cây sữa là 100. Chia vậy là tốc độ gió tối ưu, như vậy là tốc độ gió tối ưu đổi của con heo cây sữa là 1 m/s. Như vậy là chiều dài chuồng là thời gian trao đổi khí là nó là 26.4 giây, bắt đầu từ vô giăng lăn cho đến ra giăng quạt. Và thông gió tối đa được tính như thế nào? Thông gió tối đa thì họ được tính là thể tích phong mình chia cho thời gian trao đổi khí. Thời gian khí là 26.4 giây đó, bắt đầu từ giăng lăn ra đến giăng quạt 26.4 giây, mình nhân cho 3600. Mình đang tính giờ, thông gió tối đa giờ, cho nên mình nhân 3600 tương đương vậy là số giây anh em nhân lấy 60 giây nhân 60 phút, nó sẽ ra là 33.600. Là số 36 này nó tính từ đó, là từ quy đổi, mình được quy đổi từ mà giây ra giờ, à giờ ra giây, là nó là tổng thông gió tối đa là 210.000 mét khối đến giờ. Và thông gió tối đa tính giây ấy, thì mình chia cho 3600 đi, mình bỏ 3600 đi thì nó sẽ tính ra là thông gió tối đa mét khối đến giây là nó là 58.3 mét khối đến giây. Tốc độ gió mình tính là tốc độ gió theo công thức là mình lấy thông gió tối đa mình chia cho diện tích mặt cắt, thì nó sẽ ra là
mình tập lại là nó ra là 1 mét, tốc độ gió là 1 mét trên giây. Nó đạt với là cái yêu cầu của bên vận trình bay về tiêu chuẩn của heo cái sữa. Diện tích mặt cắt hình khối thì đây là công thức toán học với diện tích mặt cắt hình khối thì lấy dài nhân rộng, hoặc là điện tài thực tế của mình lấy bề ngang nhân chiều cao. Nó là mặt cắt đứng hình khối, mặt cắt hình khối quên cái này là tam giác nữa. Cho đến nè, thiếu chữ. Và khởi tru nấm giác là nó sẽ cùng tính là đây là công thức toán học mà lấy 1/2 của cao nhân dài và nhân với số ra số mà cắt ra nhân 3, nó sẽ ra đây là công thức cũng là công thức toán học là tổng diện tích mặt cắt hình mặt cắt á, hình khối mình tính từ la phong đến xuống dưới đáy là 58,3 mét vuông. Thì cái phần này anh em có câu hỏi gì không? Nhờ sẽ bằng về chỗ hấn coi thì ai có ai bấm giơ tay thì mình tương tác cái phần này nhé. Không thấy nè. Thì cái này nó cũng liên quan đến công thức toán học và công thức buổi trước buổi tuần trước sẽ phụng trình bày thì mình cũng từ các cái số liệu về chiều cao, chiều dài và chiều rộng của trại heo và thiết kế bao nhiêu dạy để mình có các cái số liệu này. Từ các cái số liệu này thì mình sẽ tính ra là công suất quạt và công suất quạt và diện tích dãy làm mát. Thì công suất quạt nam đang chạy với là năm giả định của năm công suất từ 25.000, 30.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000. Thì mỗi công suất quạt nó khác nhau thì nam đang chạy năm giả định là năm công suất. Thì số lượng quạt nó sẽ được tính như thế nào? Từ để cho lên tỷ anh em thấy. Số lượng quạt nó sẽ được tính là thông gió tối đa. Đây, đến cái phương thức anh em thấy thông gió tối đa mình chia với công suất quạt. Nó sẽ ra là số lượng cái quạt mà mình cần cần dùng là đối với cái quạt công suất 25.000 thì bao nhiêu quạt, công suất 30.000 là bao nhiêu quạt. Mà công thức nó được tính là thông gió tối đa mình chia cho cái công suất của một cái quạt đó. Như vậy là đối với cái quạt mà công suất 25.000 á thì nó là 8,4. Tương tự cho 30.000 là 7,0. 35.000 là 6,0. 40.000 là 5,3 và 45.000 là 4,7. Thì quạt thì mình làm tròn, quạt thì là một là mình tăng hai mình giảm. Nhưng mà phân ý kiến của Nam là tăng. Nhưng 8,4 thì Nam tăng lên. Hai mà làm tròn nó sẽ là 8, nhưng mà mình quạt tăng lên dưới công suất thì nó vẫn tốt hơn. 8,4 thì Nam nó tăng lên là 9 cái. 7 cái dưỡng viên, 6 cái dưỡng viên, 5,3 cái, Nam tăng lên 6 cái, và 4,7 cái tăng lên 5 cái. Từ cái số lượng quạt làm tròn này á, thì mình sẽ tính được cái thông gió tối đa, nó bao nhiêu trong cái phòng nó bao nhiêu. Thông gió tối đa được tính như nào? Đây công thức tính, thông gió tối đa nó sẽ tính được công suất quạt. Mình nhân với số lượng quạt trong cái nhà heo đó, trong phòng heo đó, là bao nhiêu? Như vậy á, là nó sẽ ra là đối với cái quạt 25.000 này là công suất quạt của nó tối đa của nó là 225.000. Tương tự cho cả cái công suất khác nó có kết quả đây. Và mình tính được cái thông số thông gió tối đa, mình tính qua chuyển qua mét trên giây thì mình chia cho 3.600 thì nó sẽ ra là đối với cái các cái quạt mà 25.000 là tương tự với là 62,5 mét trên giây. Thông số thông gió tối đa tính theo đơn vị là mét trên dây, mét khối trên dây. Và thông tốc độ gió thực tế thì mình coi thử năm cái quạt này á, là cái nào nó sẽ phù hợp với là cái quy mô thiết kế bên kia thì mình sẽ chạy công thức là nó bao nhiêu. Nhưng mà cái quạt này là nó tốc độ gió hiện tại cái sữa là mình đang yêu cầu là 100, tốc độ gió phù hợp của cái sữa là 100. Thì mình coi thử năm cái quạt bên này á, năm cái quạt với đối với năm công suất quạt bên này thì cái quạt nào và số lượng bao nhiêu cái nó sẽ phù hợp với cái thiết kế bên làm thiết kế của mình. Thì đây là ra kết quả là mình tính tốc độ gió thực tế nó sẽ bằng nhập vào công thức cho anh em thấy nó sẽ bằng là tổng của thông gió tối đa mình chia cho là mặt cắt hình khối. Như vậy á, nó sẽ được tính giống như cái quạt mà 25.000 á, công suất 25.000 á thì nó sẽ tốc độ gió nó tối đa nó là 1.1. Còn cái quạt 30 35.000 nó là 100 mét trên giây.
và đối với cái quạt 40-45 ngàn nó sinh ra là 1,1 mét trên giây, phần này để mình thiếu đơn vị. Đó là như vậy là mình sẽ chọn chọn hai công suất quạt này, chọn hai cái này nó phù hợp với là phù hợp với là cái mà cái yêu cầu của cái tiêu chuẩn mà chuyên gia đã hướng huấn luyện mình và tuần đôi sẽ cũng có trao đổi lại, chia sẻ lại, tổng kết lại. Đó là mình sẽ chọn hai công suất này, là mình được thiết kế là 6 quạt hoặc là 7 quạt với quạt công suất là 30 ngàn 35 ngàn, nó phù hợp tương ứng với là tốc độ gió yêu cầu của heo cái sữa là 1 mét trên giây. Còn mình thì kể với cái 25 ngàn, 40 ngàn hoặc 45 ngàn là cái tốc độ gió nó sẽ lao ra 1.1. ở phần này thì mình sẽ chọn hai quạt công suất 30-35 ngàn. Từ cái phần này thì anh em có tương tác thì anh em cứ bấm nút để nhờ chỗ sự ẩn với là chỗ Hân hỗ trợ ngay. Thì mình bài mình thấy anh em tương tác. Rồi nếu anh em có ý kiến thì mình trình bày tiếp là cái phần tốc độ gió tốc độ gió qua tấm lăng mát, mình tính thử là bao nhiêu tấm lăng mát. Thì phần bày chia sẻ xuống thì có tốc độ gió của tấm qua tấm lăng mát thì nó tùy vào chất lượng của cái tấm lăng mát của một công ty nó sẽ khác nhau. Nhưng cái bài trình bày cho huấn tính đoán chọn hai cái là tốc độ gió là 1.5 và 2 chấm qua tấm lăng mát, thì mình đang chạy hai giả định của 1.5 và 2 chấm hai chấm luôn, mà trên giấy luôn. Là như vậy thì mình sẽ tính ra được cái diện tích giấy lam mạc là bao nhiêu, diện tích giấy lam mạc là tự tính như thế nào. Ở đây công suất tính là diện tích giấy lam mạc là anh em lấy cái thông gió tối đa, đây mình nhập công thức thông gió tối đa, anh em chia cho tốc độ gió qua tổng lam mạc là 1.5 cái năm ở đây và nhân cho 3.600, 1 năm nhân 3.600, như vậy nó sẽ ra diện tích. Từ công thức nó sẽ ra diện tích tấm lăng mạc đối với là cái dãy lăng mạc mà tốc độ gió qua dãy lăng mạc 1.5 là nó 38,9 m², mà đối với là tốc độ gió mà qua 2.2 m/s thì nó sẽ diện tích dãy lăng mạc nó sẽ nhỏ hơn, là nó sẽ là 29.2 m². Thì từ cái diện tích mét vuông này thì mình sẽ quy đổi ra cái tấm lăng mạc kích thước với kích thước mà hiện tại mà nó phổ biến. Đang thiết kế phổ biến là 0.6 × 1.8 m, mình đang lấy cái phổ biến là 0.6 × 1.8 m, có thể là loại là 0.3 × 1.8 hoặc là có loại là sẽ là 0.6 × 1.5 hoặc là 0.3 × 1.5. Nó có thường thường mình thấy là có bốn kích thước tấm giấy lam mạc kích thước đó, nhưng mình đang chọn cái kích thước tấm lam mạc là 0.6 × 1.8 m. Như vậy thì đối với cái diện tích tấm giấy lam mạc của tương đương với là tốc độ gió 1.5 của tấm giấy tốc độ gió 1.5 nó sẽ là 36 tấm, và tương đương với là số lượng tấm giấy lam mạc tương đương với là tốc độ gió qua giấy lam mạc 2 chấm, diện tích 29.2 m² là 27 tấm. Thì mình chỉ đơn giản mình lấy công thức, mình lấy diện tích, mình lấy tấm lam mạc mình chia cho cái diện tích của bề mặt của tấm lam mạc là 0.6 × 1.8, nó sẽ ra được cái số lượng tấm lam mạc mình cần phải mua cho một cái phòng heo là bao nhiêu tấm. Như vậy tương đương với là 1.5 mét trên dây là 36 tấm và 2 mét trên dây là 27 tấm. Bề ngang mà ghi là bề ngang sai thiếu bề ngang giang lam mạc, thì giờ mình sẽ tính bề ngang giang lam mạc nó bao nhiêu. Bề ngang giang lam mạc mình tính theo mét, như vậy nó sẽ mình là 21,6 m đối với là cái tốc độ gió qua tấm lam mạc 1.5 và 16,2 m đối với tốc độ gió qua mặt tấm lam mạc là 2 m. Đây là cái bề ngang mình thường thường mình rạp vào đó, mình rạp vào dân lành là bề ngang là bao nhiêu đó, chiều cao thì nó 18 rồi. Như vậy bề ngang của hai cái loại giấy lam mạc này, loại giấy 1.5 tốc độ gió 1.5 và loại giấy tốc độ gió 2 chấm, nó sẽ khác nhau là 21.6 và 16.2 là bề ngang này so với kích thước mà thiết kế bên này á, thì như vậy nó sẽ là không cần phải là phủ hai bên hông, tại vì theo thiết kế mình đang tính toán bên này thì là 22.1 m, như vậy là mình không cần phải phủ hông mà mình cần phun
phun dạng lạnh phía trước này là đủ. Đó thì cái bài trình bày của cái qua cái buổi huấn luyện tuần trước của tập huấn thì nó cũng có tổng kết lại là thiết kế lại cái nhà cái sửa và tính toán ra là chiều dài chiều rộng và tính là cái mỗi nhà lên chọn cái quạt nào và số lượng bao nhiêu quạt và diện tích dãy làm mát là bao nhiêu thì đó là cái câu mà cái đề bài mà tuần vừa rồi tập huấn có chia cho nhóm nam với là Hảo hai anh em tương tác để làm cái bài này. Tiếng biệt cái phần trình bày nó còn thiếu những cái phần gì nữa hoặc là bổ sung gì thêm thì nhờ sếp hướng với các sếp hoặc là anh em bổ sung thêm để mình hoàn thiện rồi gửi lại cho anh em. Rồi Nam xin thiệt. Ok, cảm ơn Nam. Có một câu hỏi cho anh Nam. Có một câu hỏi trong phần bóc chat á. Có gì của Thăng ấy. Của Thăng, của Khang. Dạ alo. Rồi rồi, thân đọc luôn thân, em khỏi mở thân. À, cho em hỏi một xíu là cái chỗ mà mình ghi cái tấm làm mát này nè anh. Có cái tốc độ gió qua tấm làm mát là 1.5 với 2 chấm á. Mà Tài vừa rồi Tài có mua về mà em thấy trên cái thùng nó không có ghi cái thông số này thì làm sao để mình phân biệt được là cái loại giấy nào là có tốc độ gió 1.5 và loại nào là có tốc độ gió 2 chấm á. Cái này phần này có giá trách nhớ sếp của người sếp nào thì vừa rồi mình thấy cái phần này mình cũng tự nhiên mình thấy cũng thắc mắc cái phần này thì mình chỉ biết cái là cái loại giấy là bao nhiêu tiền tốt hay là không tốt. Phần có mấy dạng hiện tại trên thị trường á thì theo năm biệt thì có ba khung tiền không giả nha, còn mình nói là khoảng 420 rồi từ khoảng 4.8, 4.9 gì đó hoặc là trên 550 nó cũng có ba cái loại đó. Mà cái tốc độ gió cái phân tốc độ gió quá tầm để làm mạc 1.5 2 chấm thì ở vừa rồi sập quận có trên bài mà mình cũng lý phần này khi mình làm bài rồi bữa đầu mình mới và hiện đăng số này mình chưa hiểu phần này. Cái phần này có anh em nào để đặc biệt anh em bên có tham gia mà xây dựng trại hoặc là chỗ anh em nào có quan tâm đến con số này thì giải thích trả lời giúp câu hỏi của chỗ thân hỏi. Em nghĩ cái này anh Nam là cái thông số do cái nhà sản xuất họ sản xuất cái trang thiết bị á, thì tốt nhất có thể là mình hỏi lượt là cái bên cung cấp thiết bị đó cho cái mình cái thông số đó thì nó sẽ đúng hơn ạ. Chứ hôm nay bữa trước cái buổi làm mà trên bài mình cũng không để ý, mà hôm nay mình làm cái bài để mình gửi cho lên nhỏ mà thì bắt đầu mình mới thấy cái số này thì mình cũng để ý được, chứ mình thật sự mình cũng để ý cái số là quá dằn mặt là mình chỉ để ý là cái diện tích giấy rồi và cái giá tiền cho mình cũng để ý cái phần này là tốc độ gió 1.5 2 chấm này. Anh chưa rõ, do anh vừa rồi anh rớt một chút là anh chưa rõ câu hỏi của mọi người về cái đó. Nào. Dạ, để em giải thích là ý thân hỏi là trong cái bài chia sẻ của được trực tiếp huấn và hôm nay bài trên bài của em là cái tốc độ gió quá tấm lâm mát 1.5 hay là 2 chấm mét trên giây thì hiện tại chỗ trại thân đang mua để thay toàn bộ tấm dân mát. Nhưng mà trên cái thùng là nó cũng còn ghi cái đơn vị là một bao nhiêu, bây giờ nghĩa là nhà sản xuất còn ghi bao nhiêu. Thì ý thân đang hỏi cái đó chứ. Mua ở đâu vậy thân? Dạ, cái này như cô mua rồi anh lời á chứ. Đúng rồi, có nhiều cái là họ không có ghi thông số, cũng giống như quạt vậy đó, họ cũng không ghi thông số. Cho nên đó là chúng ta nên yêu cầu nhà cung cấp, nếu như mua cung cấp cái thông số đó cho chúng ta, tấm làm mát nó sẽ có những thông số, tức là tốc ngoài cái tốc độ gió đi qua thì nó sẽ có những cái gọi là cái góc nghiêng á. Anh em để ý cái lỗ đó là nó nghiêng ví dụ 45 độ hay là nghiêng á là bao nhiêu độ, 90 hay là 40 á, là cái góc nghiêng đó nó ảnh hưởng đến tốc độ gió. Đó là một thông số rất là quan trọng, cần phải đòi hỏi. Nhưng có một số nhà sản xuất là nó không có cái đó. Còn đúng của nó là mình sẽ gửi cho anh em coi á, một số cái thông số mà giấy làm mát của các
nhà mà nó có thương hiệu đấy, ví dụ Monter hay là Multifan hay là những công ty mà nó sản xuất đó thì nó có thông số, thì mà phần đó mình sẽ gửi cho anh em coi là cái nào là 1.5, cái nào là 1.8 và cái góc nghiêng nó như thế nào, cái lỗ đó đường kính nó bao nhiêu mét, được bao nhiêu mm nha. Năm à? Dạ rồi, cảm ơn sư. Hôm thấy có bạn Khang giơ tay và bạn Sang, mời Khang đọc câu hỏi đó. Tương tác ạ. Rồi, còn bạn Sang giơ tay à? Sang có câu hỏi không? Bạn mở mic lên trao đổi luôn Sang. Dạ, em chào sếp Huỳnh và sếp Nam ạ. Rồi chào. Nhớ sếp quay lại cái sheet mà chú truyền đan cho em có một thắc mắc. Em thấy ở đây cái diện tích sàn chuông núi á, không biết là con mình có nên tính theo cái công suất núi ngay này, là tính theo cái chỉ tiêu mà thời gian con heo cái sữa nó hiện diện trên chuông á. Đúng rồi sang. Dạ. Là đi nè. Thì hiện tại thì mình quy định được con heo cai sữa là mình nuôi á, là từ khi cai sữa tuần thứ 4 đến tuần thứ 8 gọi là heo cai sữa. Rồi mình hiểu như vậy, qua tuần thứ 9 là nó chuyển qua heo thịt. Thì trong cái giai đoạn đó thì mình diện tích mà trung bình của cái trong quá trình trong cái giai đoạn đó nuôi từ 4 tuần cho đến 8 tuần á là 0,33 mét vuông trong một con đối với là heo cai sữa. Còn ví dụ là khi trường hợp mà em nuôi nhỏ hơn thì cái độ thông thoáng chuyển chuông nó sẽ tốt hơn trong heo. Còn cái trường hợp mà chờ như cái trường hợp mà lúc mình kẹt chuông hoặc là có sự cố gì đó, mình có thể là mình nuôi ép lên đến 9 tuần, 10 tuần, thậm chí là có một vài trại nuôi đến 12 tuần. Như vậy là chỉ thấy như vậy là mình đang làm không đúng cái nguyên tắc vì một vài lý do nào đó. Còn mình quy định đó thì diện tích chuông thì nó không phải 33 mét vuông. Khang. Dạ, ở đây là theo em biết là cái heo cái sữa mình tính từ 4 tuần đến cái cân chín á, là cái thời gian nuôi nó khoảng hơn 5,5 tuần, thì mình tính ra cái công suất nuôi ở đấy là đến 1.800, hơn 1.800 con heo cái sữa, thì thành ra cái diện tích sàn chuồng nuôi 1.800 em nhỉ, 1.800 đó. Dạ, cái số heo mà nó hiện diện trên chuồng cái sữa hay gọi là công suất nuôi anh, công suất nuôi của chuồng cái sữa. Không, công suất nuôi của chuồng cái sữa em tính như thế nào? Là ở cái cột D10 á, là anh nhận thêm cái thời gian nuôi cái sữa nữa, là anh nhận thêm 5,5 tuần nữa. Không phải Sang ơi, đây là anh Nam đã tính cho em là 3 tuần rồi. Cái này để anh giải thích lại cho chủ thể là em chưa theo kịp phần này, để anh giải thích lại cái phần này. Lúc nãy anh có giải thích rồi em. Thứ nhất á, mình đang tính quy mô của mình á là 600 nai. Đúng không? Và bài toán của sổng huấn đưa ra đó là thiết kế chuồng cá sữa cho quy mô chuồng phối theo lô 3 tuần. Như vậy á là anh đang giả định về năng suất là tỷ lệ đẻ là 90% và tỷ lệ phối đúng tuần là 5.25. Nhưng mà như vậy là nếu mà lô phổi 3 tuần á, như vậy là cái số lượng heo phổi mình sẽ là 15,75% trong một lô này, trong lô phổi này. Và số con cái sữa đến nãy đang giả định là 12 chấm. Có thể là anh em nuôi tốt hơn 12.5 thì anh em nhập vào thì nó sẽ luôn số lượng nó là 01063 chứ không phải là 1021. Nhưng hiện tại anh đang cho giả định là 12 chấm, 12 con cái sữa đến nãy. Nó sẽ ra là số con cái sữa trên một lô 3 tuần là 1021 con. Thì anh đang tính theo diện tích sàn tiêu chuẩn của heo cái sữa nuôi trên sàn đó là 0.33 mét vuông. Như vậy nó sẽ ra cái diện tích tổng diện tích sàn của một cái lô heo này cần để thiết kế là 336,8 mét vuông. Sang hiểu không? Mình anh đang tính theo lô 3 tuần nghe, chứ không phải là hợp tính theo tuần. Dạ, em cảm ơn ạ. Còn cái chuyện mà sàn đó mình thiết kế là bao nhiêu, bao một ô là bao nhiêu mét vuông hay là một ổ chiều dài bao nhiêu thì mình có các cái công thức và mình cân đổi lại để mình tính ra trong phù hợp 4 dạy hay là 6 dạy hay 5 dạy. Rồi, cảm ơn em.
Các anh em khả có câu hỏi cho cái phần trình bày của mình không? Hay là bổ sung phần gì để mình bổ sung thêm? À, em thấy có anh Phô giơ tay. Thì sau câu hỏi của anh Phô thì chúng ta sẽ đi tới cái phần tiếp theo của bên miền Trung nha các anh chị. Tại vì chúng ta còn bài á. Dạ, em mời anh Phô ạ. Dạ, em chào. Em hỏi anh ơi, vì cái cách giống nhau thôi, chỉ có khác nhau cái phần chia lô thôi, nên là cứ hiểu hết phần này phần khác sau là chỉ dạy đang nó đi nhanh. Vâng, chị đang là nó khác, còn về cảnh phân khác thì cách tình nào giống nhau. Giống nhau hết. Dạ, em chào anh Nam, em Tân nè anh Nam ơi, do mấy em nó trục trặc xí, em ngồi với Phu. Em cũng có cái thắc mắc một chút về cái chỗ cái tốc độ gió qua cái tấm làm mát mà mình đang mặc định để tính đó anh à. Thì có nghĩa là em đang hiểu bằng cách này thì không biết có đúng hay không, mà nhờ anh giải thích thêm giúp em xí. Có nghĩa là cái tốc độ gió mà qua tấm làm mát là nó sẽ bằng thông khí tối đa chia cho cái diện tích tấm làm mát. Như vậy đó là cái chỗ mà 1.5 hoặc là 2.0, cái tốc độ gió mà qua tấm làm mát mà mình đang mặc định để mình tính đó, thì theo như em hiểu á, là cái số đó là cái số mình cho con số để mà mình thiết kế cái bên trong. Tại vì là cái tốc độ gió, cái V đó là nó bằng cái thông khí tối đa chia cho cái diện tích tấm làm mát. Cho nên á, là ví dụ như mình có một cái tấm làm mát bất kỳ nào đó, nó đang mặc định là cái tốc độ gió qua cái tấm đó là 2.0. Thì nó không có cái cơ sở nào để nó mặc định cái chuyện đó cả. Tại vì nó bằng cái thông thoáng khí tối đa chia cho cái diện tích. Thì cái tấm làm mát mặc định đó nó đâu có quyết định được bởi cái đằng sau đó là cái thông thoáng khí. Cho nên trong cái mà em đang nghĩ là cái chỗ 1.2, 1.5 hay là 2 chấm mà qua cái tấm làm mát đó là cái con số mặc định để mà mình tính cái bên trong. Đa thì em đang hiểu như vậy thì nhờ anh giải thích thêm cái phần này. Dạ, em phần này nó liên quan đến cảm ơn Tân, phần này liên quan đến bài giảng của sư phụ lần trước. Thì giờ chúng tương tác giúp cái phần mà tốc độ gió qua tầm lâm mạc các sư phụ. Cái này nói với Tân rồi mà. Giờ Tân rớt ra Tân không nghe rõ thôi. Thông số kỹ thuật của tấm làm mát nó sẽ phụ thuộc vào nhà sản xuất. Các thông số quan trọng của tấm làm mát bao gồm tốc độ gió đi qua tấm làm mát, có nhà sản xuất là nó sẽ sản xuất 1.5, có nhà sản xuất nó sẽ là 2.5. Cái này nó phụ thuộc vào cái gì? Cái kích thước của cái lỗ tấm làm mát, các góc nghiêng của tấm làm mát, thì cái phần mà 1.5 với 2 chấm đó là cũng giống như quạt ở trên. Chúng ta có thể là có công suất quạt 25, 30 hoặc là 35. Thì ở dưới cũng vậy, nó cũng có thông số là 1.5 hoặc là 2 chấm. Thông thường người sản xuất đăng hai cái tiêu chuẩn của tấm làm mát này thôi. Từ tiêu chuẩn tấm làm mát này, chúng ta sẽ lấy thông gió tối đa, chúng ta sẽ chia cho tốc độ gió của đi qua tấm làm mát, nó sẽ ra là diện tích tấm làm mát. Thì cái này là ở Việt Nam nó giống như quạt vậy, là quạt nhiều lúc nhà sản xuất không có dán nhãn, không có công suất, thì chúng ta hôm trước mới có công thức là tính công suất quạt thực tế bằng cách đo tốc độ gió của quạt, lấy tốc độ gió của quạt nhân với diện tích thoát gió của quạt là pi nhân với r bình phương đấy. Pi là 3.14, r bình phương là bán kính. Thì cái đó là chúng ta đã được học ở trước rồi. Cho nên là hôm trước mình mới đặt ra câu hỏi là quạt là muốn tính thực tế, thì tính theo công thức đó, có nhà chuyên gia cung cấp cho mình như vậy. Thì cái ông chuyên gia người Mỹ, ông nói là cái đó cũng được, nhưng mà nó chỉ là tham khảo. Thực ra là chúng ta quạt hay giấy là mát ở Việt Nam là mua là không có thông số. Thì như vậy chúng ta phải dùng cái công thức tính ngược lại, tức là đo diện tích, đo tốc độ gió, cũng giống như là giấy nhà chúng ta đo tốc độ gió. Anh em cứ chưa tin á thì anh em cứ có máy đo tốc độ gió rồi, sẽ đo tốc độ gió trên diện tích giấy làm mát để tính ra bình quân gió qua diện tích làm mát nó là bao nhiêu, thì anh em sẽ có cái thông số đó.
nha Tăng. Còn hồi nãy mình có nói thêm một ý nữa là mình sẽ gửi các thông số của tấm làm mát nó có trên thùng, chúng ta cần phải lưu ý cái đó Tăng à. À, dạ em cảm ơn sếp, thì em sẽ tìm hiểu thêm chỗ này, nhưng mà thực sự là em vẫn chưa thông, tại vì là mình đang có cái công thức tính mà cái tốc độ gió qua cái tấm làm mát á, là nó bằng cái thông khí tối đa chia cho cái diện tích của tấm làm mát, nhưng mà cái thông gió tối đa á, là nó phụ thuộc vô cái thể tích của cái phòng. Dạ. Dạ. Nào, cái tốc độ gió qua tấm làm mát đang vậy. Thông gió tối đa chia cho diện tích tấm làm mát. Anh đâu có nói là tốc độ gió qua tấm làm mát là lấy thông gió chia cho diện tích đâu ta? Không có công thức đó. Tân đang nói công thức đó là tốc độ gió đó thân. À, là Tân. Đấy này, công thức Tân em đang hỏi là bên đây, anh đang tỉnh bên đây này. Mọi người chưa đọc cái này kỹ hoặc là chưa học bài. Tốc độ gió Tân đang tỉnh đó, là đây này, anh đang có cột bên đây này, có anh có tỉnh luôn là độ về 25.000 ra 1.1. Dạ không anh Nam ơi, cái chỗ mà cái số 1.5 này, cái chỗ 1.5 của cái bảng dưới đó, cái tốc độ gió qua tấm làm mát này. Là bằng thì gì? Cái tốc độ, dạ có nghĩa là cái tốc độ gió qua tấm làm mát á, là em đang hiểu là 1.5, có nghĩa là trước khi mình nói là 1.5 hay bao nhiêu đó, là em nói là cái tốc độ gió qua tấm làm mát là bằng thông khí tối đa chia cho diện tích của tấm làm mát. Không, nó không có cái đó, không có công thức đó trong bài giảng, không có công thức đó. Tăng, ai hiểu giống như Tăng nghe đây, chứ không là không làm rõ là sẽ hiểu chưa đúng đấy. Có ai hiểu giống như Tăng giơ tay? Tốc độ gió qua tấm làm mát là khác, còn tốc độ gió trong phòng nuôi là khác. Tốc độ gió trong phòng nuôi là bằng thông gió tối đa chia cho diện tích mặt cắt của phòng, nó rất là rõ mà, chứ đâu có thông gió tối đa chia cho giống như nói. Anh em nào xác nhận lại cái câu đó? Hai cái tốc độ gió khác nhau, tốc độ gió qua tấm làm mát và tốc độ gió trong phòng. Tốc độ gió trong phòng được tính bằng thể thông gió tối đa chia cho mặt cắt của phòng, là công thức đó có. Còn tốc độ gió qua tấm làm mát là không có. Cũng giống như quạt, công suất của quạt là do nhà sản xuất chứ chúng ta không biết, nhưng mà nó sẽ có một cái công thức chúng ta chưa biết công suất của quạt. Do nhà cung cấp không có, thì chúng ta sẽ có một công thức tính là B nhân với R bình phương. Cái công thức mà hôm trước mình đã học với ông chuyên gia người Pháp đó, nó phải là làm rõ như vậy. Dạ chắc nhờ anh Nam bấm vô em, bấm giúp em vô cái ô diện tích giấy làm mát anh 38.9 nha, để em coi là cái công thức chỗ này mình đang sao anh. E17 rồi bằng thông gió tối đa, thông gió tối đa chia cho tốc độ gió qua tấm làm mát, chia cho tốc độ gió. Dạ thì em nó đang nói là cái tốc độ gió qua tấm làm mát là bằng thông gió tối đa chia qua diện tích tấm làm mát, là mình đang tính như vậy mà. Làm gì có ta, làm gì có công thức đó. Diện tích giấy làm mát bằng thông gió tối đa chia cho thông tốc độ gió trong công thức nó rõ, nhưng mà Tăng lại hiểu sai ta. Anh em hiểu đang hiểu Tăng chưa ta? Nam giải thích coi. Hiểu. Có nghĩa là cái 1.5 đây nè, anh Nam đang để cái ô tính của mình á, là 1.5 là bằng thông gió tối đa chia cho cái diện tích tấm làm mát. D mấy? D32 đúng không anh? Diện tích giấy làm mát mới bằng thông gió chia cho 1.5, chứ không có 1.5 bằng. Và vì có 1.5 bằng. Không chia lại là giống nhau rồi. Hả? Làm gì có chia qua chia lại giống nhau ta? Thì 1.5 thì bằng thông gió tối đa chia cho diện tích tấm làm mát. Không, hay là mình nói ngược lại thì diện tích tấm làm mát là bằng thông gió mình chia 1.5. Nam hiểu sao ta? À, ý của Tân á là Tân lấy công thức dùng một công thức toán vậy đó. Lấy
A là bằng A bằng B chia C thì bây giờ là ngược lại là C là bằng B chia A vậy đó. Ồ, anh em hiểu hiểu cái này nó còn giống như là lấy cái này chia ra cái kia. Tức đó, là nó còn liên quan đến đơn vị nữa tấn này, chẳng phải là một con số. Tổng công thức là liên quan đến đơn vị, tất cả các con số đều có đơn vị mà. Đơn vị nó sẽ đúng, nhưng mà không có 1.5 bằng được. 1.5 đó là tốc độ gió qua giấy là mát mà do nhà sản xuất đó có khả năng là có ông ấy sản xuất ra 1.5, có ông sản xuất ra 2 chấm, có ông sản xuất ra 1.8. Tăng. Dạ. Cái chế đâu có phải là lấy cái thông gió tối đa chia cho thông gió tối đa cho diện tích giấy là mát hả? Dạ anh, thì anh đang giải thích đó thì anh em cũng hiểu ý rồi. Nhưng mà hôm bữa em nhớ chuyên gia có nói là diện tích qua tốc độ mát là 1.5. Mình mới hỏi là dạy diện tích qua tốc độ gió qua gian ngang dần mát 1.5 làm sao nó xuống ở dưới là nó lên 2 chấm. Thì em có nhớ cái câu chuyện là hôm bữa mình có thảo luận như vậy. Là nghĩa là ấn định con số đó. Hôm câu đó anh hỏi mà. Dạ dạ. Ừ. Câu đó anh hỏi. Nhưng mà nó sẽ 1.5, nhưng mà nó sẽ nhiều giấy lên nó thì nó sẽ ra được 2 chấm cho mình. Nếu ông hôm đó là ông mình chưa hỏi rõ, hỏi sau ông đấy thì mình hẳn với ông là với nghĩa là sẽ hỏi sau đấy. Dạ dạ, thì mình cũng hiểu là mình làm cái diện tích tấm làm mát nhiều lên thì nó sẽ đủ khí này làm cho chiếu nó tăng lên để nhưng mà ông không trả lời cho mình câu đó. Dạ. Đúng rồi, để đạt 2 chấm. Dạ dạ. Tăng rồi, hiểu rồi, hiểu theo ý cơ đó của anh nè, là nó theo thông số mình không tính ngược, theo thông số của tấm làm mát. Dạ. Cái 1.5 là do nhà sản xuất thì chúng ta đâu có dùng công thức này tính ngược được. Dạ anh, em sẽ tìm hiểu thêm phần này anh. Dạ dạ, rồi em cảm ơn anh ạ. Dạ. Rồi, cảm ơn Tân. Nhớ mà bữa hỏi chuyên gia ngay, hỏi chuyên gia nước ngoài, chuyên gia Việt Nam chắc giải thích Tân chưa phê. Không, chắc là do Tân trọng hiểu anh ạ. Dạ dạ, anh Nam tiếp anh. Rồi xong rồi anh phân trình bày của mình xong rồi. Không biết anh em trong phân trình bày này mình có bổ sung, anh em có bổ sung gì thêm không để mình bổ sung rồi mình gửi lên nhóm chỗ này hôm nay luôn. Còn một chuyện mà chuyên gia vừa rồi cái này chưa gửi. Cái này anh sẽ sau khi các em hoàn thành xong gửi á thì anh sẽ thiết kế lại nguyên cái bộ của nó là cho một cái thiết kế thông gió cho chạy mới nha. Tức là dạ, anh dạ. Sẽ mình nhập từ cái chu chuyển đàn đến cái chuyển nó ra cái chiều dài chuồng, bắt đầu mới tính ra số lượng quạt giấy là mát nha. Mình dạ đang rồi. Hiểu đang dạy theo cái cách anh em hiểu rõ từng phần trước. Rồi bắt đầu nó sẽ, khi đó nó sẽ vào trong cái phần là chung. Thì như vậy khi chúng ta cầm một cái bản tính là chúng ta được hiểu hết. Nếu chưa hiểu được từng phần thì không bao giờ hiểu được cái bản tính mà các thiết kế nó làm hết đấy. Dạ, dạ các anh ơi, trong phần chat có câu hỏi của anh Đặng Văn Đồng á. Anh Đồng ơi, anh có tiện tương tác với chương trình không ạ? Tương tác luôn đi Đồng, hỏi luôn. Alo anh Đồng ơi. Bấm được. Tắt luôn rồi. Nghe đó. Mời anh Đồng anh đọc câu hỏi đi, em tương tác với các anh để các anh trao đổi qua lại cho dễ hiểu hơn và trả lời thuận tiện hơn ạ. À. Em mời anh. Dạ. Anh hỏi anh lúc nãy có nghe cái chia sẻ phần anh á là cái phần mà từ cái lỗ thông gió của các cái nhà lạnh đó thì trong trường hợp mà những cái trại mà bị cái vấn đề bị nước bị vôi anh thì trong trường hợp nào mình nên khuyến cáo khách hàng thay dàn mát thì anh có chia sẻ rõ chỗ này giùm em. Bởi trước đây giờ mình làm thứ nhất là dựa vào cái cảm quan và thứ hai là khi mình đo tốc độ gió không đạt thì lúc đó mình khuyến cáo cho khách hàng thay dàn mát. Thì anh chia sẻ thêm này rõ chỗ này cho anh em hiểu thêm một chút.
anh nghe Đồng nói giật giật lắm, anh chưa có nghe rõ đấy, muốn nói gì đấy, mọi người nghe rõ không? Nam nghe rõ không? À, em cũng không nghe rõ. Chúng là dạ, dạ. Câu hỏi nó nằm trong phần bốc chat anh Quân. Thế cái chỗ này Đồng nó hỏi á, là đối với những cái trẻ cũ á, mà khi mà cái tấm làm mát nó bị cái cặn vôi á, thì nó làm bít mấy cái lỗ lại, thì mình làm cái cách nào á để mà mình xác định được cái tấm làm mát là nó không còn hiệu quả để mình thay cái mới đó anh? Thì mình đo tốc độ gió rồi mình điều chỉnh về cái tiêu chuẩn thì nó đạt hay không đạt, rồi mình kiểm tra do quạt hay do dàn mát, có thể là nó do chứ chứ hẳn là do dàn mạc, có thể là quạt mình dù như là nó hiện tại nó công suất nó dù là 35 ngàn, nhưng mà hiện tại chạy lâu quá rồi okay. Thì motor nó yếu hoặc là dây của loa nó không được tốt. Như vậy này Nam ghi nhận dạ. Câu hỏi lại giúp Huyền ghi nhận câu hỏi này là giúp nó sẽ trong có một cái phần gọi là đánh giá về cái trại các thiết bị, đánh giá về cái thông số mà một cái trại cũ á, thì nó sẽ có cái phần đó là anh có đặt đồ bài với chuyên gia cái phần này nhưng mà thông thường nếu như mà theo anh được biết á, thì chúng ta sẽ đo tốc độ gió của cái tấm làm mát đó cộng với là đo thông gió tối đa của các quạt, tức là quạt đó, nhà đó nó có 5 quạt, chúng ta đo hết 5 quạt thì như vậy á, là tính cái sự tương xứng giữa quạt với tấm làm mát theo diện tích trước, theo tiêu chuẩn trước mà nó có đủ tiêu chuẩn không, rồi lấy cái thực tế hiện tại so với cái tiêu chuẩn đó thì để coi thử là nó có đúng với cái tiêu chuẩn không, để chúng ta có quyết định thay nó không thay nha. Nhưng mà nó sẽ có phần đánh giá về các thông số mà một cái trại cũ nó không đạt tiêu chuẩn, nó có phần đó mà anh đặt đề bài với chuyên gia. Đồng à? Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ. Nó có một phần nữa hôm trước anh cũng có nói với mọi người là cái này chúng ta đi tắt ngang, nó liên quan đến câu hỏi của Sang á, là chúng ta đang đi tắt ngang, có nghĩa là muốn thiết kế một cái hệ thống thông gió thì chúng ta phải biết cái gì, chúng ta phải biết đó là quy mô của trại đó, quy mô của trại đó và phương thức phối giống của họ như thế nào. Trong trường hợp đề bài của anh đang đặt đó là 600 nái nó phối 3 tùng, thì nó ra cái thiết kế hôm trước anh trình bày mang thai. Hôm nay là Nam trình bày là cái phần cây sữa, tí miền Trung sẽ trình bày cái nái đẻ. Nó sẽ liên quan đến cái này, có nghĩa là nó sẽ có công thức số lượng heo cây sữa trên nhóm là bằng số nái đẻ nhân với 12, thì đây là chúng ta sẽ tính ra số cây sữa trên một nhóm, rồi thời gian nuôi cây sữa hồi nãy anh thấy mọi người là 9 tùng 8 tùng, nhưng mà chúng ta đã có quy trình rồi, chúng ta nên nhớ lại đi, anh em đọc cũng chưa có rõ về quy trình đấy. Thông thường theo tiêu chuẩn của BC khi thiết kế chuồng là chúng ta sẽ tính từ cây sữa đến hết 10 tùng tuổi gọi là heo cây sữa. Cái này là tiêu chuẩn của BC, mà tiêu chuẩn này nó đã ở có trong quy trình chăn nuôi cây sữa rồi, anh em cần nhớ cái này. Cho nên là thời gian nuôi heo cây sữa là 10 nhân 7 trừ đi cái thời gian nuôi con, tức là 10 tuần nhân 7 ngày trong tuần trừ đi thời gian nuôi con là nó ra cái thời gian nuôi cây sữa, thì cái số nhóm heo cây sữa sẽ bằng thời gian này nó chia cho khoảng cách thời gian giữa hai nhóm là nó ra cái công suất của heo cây sữa. Thì như vậy á, đây là số nhóm trên heo cây sữa, xác định số nhóm này, đây là xác định số nhóm nó có bao nhóm. Thì như vậy á, là chúng ta sẽ có tổng đàn bằng số lượng heo cây sữa trên nhóm trừ đi số lượng heo cây sữa trên nhóm nhân 2%, tức là trừ đi tỷ lệ chết đấy nhân với số nhóm heo cây sữa là nó ra tổng đàn của heo cây sữa. Thì như vậy á, là chúng ta trong trường hợp này nó sẽ gì, trong trường hợp này nó sẽ có là ví dụ trại này là phối 3 tùng 21 ngày. Hôm trước anh nói cái trường hợp chúng ta đang đặt là không phải là 23% mà anh đang tính có 21% rồi. Hôm trước anh có nói
à, đây là cái tài liệu cũ anh đang lấy là 21%, cho nên là số nhóm đã xong số heo cây sữa trên nhóm, rồi thời gian nuôi heo cây sữa là 42 ngày, rồi số nhóm heo cây sữa thì nó ra 1800, nãy Nam đang tính là khoảng 1000 một nhóm á, thì như vậy là chúng ta phải có hai nhóm trong chuồng cây sữa, thì đây chính là cái thiết kế, đây này, đây là chính là cái thiết kế mà chúng ta cần. Đó thì thầy giải thích cái câu hỏi của Sang cũng giống như là chúng ta phải nhớ lại, chúng ta viết cái quy trình rồi theo cây sữa, theo BC hoặc theo thiết kế của Ringfit là chúng ta phải nuôi hết 10 chuồng mới gọi là heo cây sữa đó, chứ không có phải là lúc thì 8, lúc thì 9, lúc thì là 7, lúc thì ông nuôi có 2 tuần sau để chi, ông nói ông tiết kiệm cái chuồng cây sữa, ông làm cái heo thịt cũng đưa xuống dưới là chưa đúng với quy trình thì thống nhất với anh em phần đó để hiểu chung. Cái phần này là mọi người hiểu là chưa giống nhau, là theo quy chuẩn của chúng ta. Thì anh giải thích thêm câu hành là nó bắt nguồn từ cái việc đó rồi. Thì cái phần của Nam nó kéo dài hơn là cũng không vấn đề, chúng ta sẽ dành cho mọi người rõ hết cái phần của Nam, để mọi người có cái thắc mắc gì là chúng ta cần chia sẻ để rõ. Thì tiếp theo là phần của bạn đi. Như là các anh nhìn thấy cái bản em chiếu chưa? Dạ nhìn thấy rồi anh. Dạ. Rồi thì ở miền Trung thì cái này thì Tăng làm thiết kế, em có coi lại và nhiệm vụ thì một ông làm, ông trình bày. Dạ thì nó cũng tương tự như cái của Nam, thì mình cũng ra cái tỷ lệ phối, và tỷ lệ này thì mình ra cái số con tiêu chuẩn trên một nhóm là khoảng 85 con, và dựa vào đây mình sẽ thiết kế cái phòng, tại nó lẻ thì nên mình lấy cho nó chẳng là 86. Thì cũng liên quan vậy, thì khi đó mình muốn tính được cái số chuồng thì mình cũng tính được cái chiều dài tối đa theo cái thiết kế của mình, là mình cho là cái đối với phòng đẻ thì nó 2,2 mét trên giây tốc độ gió, thì như vậy thì cái chiều dài của chuồng đẻ là tối ưu là nằm trong khoảng 55 đến 77. Đó, thì nó không thể quá 77, nếu quá 77 thì nó không đúng trong cái nội dung về học của mình. Rồi anh em xác định như vậy rồi mình qua tiếp cái phương án, các phương án mình bố trí chuồng trại. Thì nếu như trường hợp mình khi dạy thì nếu như trường hợp mà mình làm một cái nhà mà nó có 86 chuồng đẻ, thì chiều dài của một phòng á là nó rơi vào lúc khoảng 83,7 mét, thì như vậy thì nó vượt cái ngưỡng này. Đó, nghĩa là như vậy thì mình phải làm là một bên là 4 chuồng. Đó, 4 chuồng, mình nhân cho một chuồng nó khoảng 1m95 thì nó lên tới 80 mấy mét thì nó không đạt. Nên vì vậy là mình sẽ xảy ra cái phương án 2. Phương án 2 thì mình làm một cái nhà đẻ, nó gồm có 2 phòng giống như Nam khi nãy. Thì vậy mình chia ra một phòng nó thành 2, thì nó một phòng nó là 44. Một nhà đẻ đây làm nó 3 tuần. Thì một nhà nó có 2 phòng. Thì như vậy thì cái chiều dài tối đa của mình đâu đó là nó của một chùa của trong cái thiết kế này là nó 43,8 mét. Thì nó tương đương với cái chiều dài, nó có ngắn hơn cái chiều dài tối đa của cái chiều tối ưu của mình. Nó có ngắn hơn một chút, nhưng mà nó sẽ đảm bảo được, thà nó ngắn hơn thì vẫn tốt hơn là nó dài hơn cái tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn 77 mà kêu mình lên 83. Nên là mình sẽ chọn cái phương án 2. Mình chọn phương án 2 là cái chiều dài của chuồng đẻ là đâu đó nó khoảng 43 mét.
Đó, như vậy thì mình sẽ có hai cái chuồng trẻ. Tại ba tuần thì có hai nhà đẻ này. Không biết là mình trình bày đến chỗ này là anh em có câu hỏi gì không? Thống nhất cái phương án. Nghĩa là mình chỉ dựa vào chiều dài tối đa của mình là chỉ 77, mà nếu như phương án 1 thì mình lên tới 80 mấy mét, 83 mét thì nó vượt cái ngưỡng này thì nó không cho được cái tốc độ gió, không cho đủ điều kiện, nên mình phải chọn phương án 2. Phương án 2 là nhỏ hơn 77 mét như mình đã trao đổi, đã có cái tiêu chuẩn kia rồi, nhưng mà nó vẫn thấp hơn cái tiêu chuẩn của mình là 55, từ 55 đến 77. Nhưng mà nếu thà nó thấp hơn thì nó vẫn tốt hơn là dài, thấp hơn thì nó có tốt hơn chứ nó không xấu hơn. Nên mình chọn phương án này. Rồi đó là cái phương án mình chọn. Rồi cái thứ ba là cái mình tính toán. Cái tính toán thì nó cũng tương tự, thì mình muốn tìm được cái diện tích, tính được thế quạt và tính được diện tích làm mát, thì buộc mình phải tính được cái thể tích cái khối khí trong cái phòng này. Thì ở đây Tân có làm á, là Tân tính nó đúng hơn, nó đúng hơn so với là cái bài mẫu sẽ huấn. Bài mẫu sẽ huấn là làm một cái đường ở đường tam giác, nhưng mà thực tế ở đây nó không phải đường ta là một cái hình tam giác. Nếu là hình tam giác thì thiếu một cái lượng ở cái góc chỗ này đó, thì ở đây là diện tích, đây Tân có tính riêng ra là một cái diện tích hình thang cho chỗ này, và chỗ đây là một cái diện tích hình thang nhỏ nữa. Thì cái diện thì mình phải tính được cái diện, cái thiết diện, cái mặt cắt ngang từ cái nhà này lên tới trên trần đây. Thì cái diện tích hình thang thì mình biết rồi, thì nó sẽ là bằng cái đáy, nó có hai đáy, đáy lớn đáy bé. Ngày xưa là mình có cái câu thơ là muốn tìm diện tích hình thang lấy ta lấy đáy lớn đáy bé, ta mang cộng vào, phải không, cộng vào nhân với chiều cao là chiều đây. Đó, và chia đôi lấy nữa là thế nào cũng ra. Đó là câu thơ mà xưa phổ thông mình các thầy hay dạy học, thì nó áp dụng vào đây. Thì như vậy thì ở đây là Tân cũng đã tính dựa vào như vậy, thì mình tính được cái diện tích cái hình hộp cái diện tích hình hộp chữ nhật trên, và cái hình màu đỏ, và cái diện tích của cái hình thang màu xanh, nhưng mà cả hai bên lên là mình sẽ nhân hai lên. Và tổng diện tích của cái 1, 2 là 2, và tổng diện tích cái hình đa diện là 4,4 mét. Và như vậy thì mình sẽ ra được tổng cái thể tích hình đa diện là 183,292. Vậy là tổng diện tích của cái tổng thể tích cái phòng này là nó là 935 mét. Thì cái thời gian mục tiêu của mình là nó phải trao đổi khí trong vòng 30 giây. 30 giây là nó trao đổi hết cái khí này. Thì mình sẽ chia ra có thông số tối đa, thông gió tối đa, đây là mét giờ, và đây là mét trên giây. Thì mình có được cái thông số đó. Hồi nãy mình có ghi chú thêm cái phần là cái công thức, sợ là anh em sẽ không nhớ. Thì nó tương tự như vậy, khi mình có đó rồi thì mình sẽ quay ra, mình có được cái thông số thông gió tối đa. Rồi thì mình sẽ tương đương như vậy, thì mình có được cái tính được cái thông số tối đa và cái diện tích cái hình đa diện như cái đây, mình chỉ ghi lại cho cái phần khi nãy. Rồi mình tính được cái mình ráp vô được cái diện tích, tại vì trên đây là Tân sẽ làm thêm cái phần chẳng hạn như là mình làm như cái nháp của Nam khi nãy, thì để mình tính được cái số quạt, chẳng hạn ở đây quạt là mình đang cho là 35, 40, 45, 50. Thì vậy mình so ra thử là mình coi thử là cái khi mình tìm được lại cái tốc độ gió tối đa ở bên này là cái nào nó gần với cái thông số tối đa của mình khi nãy mình coi bên này. Là 31,18. Thì bên này mình làm như khi mình đưa vô như vậy.
Nếu mình chọn cái nó phù hợp với cái tốc độ gió 2.2 đó nè. Đúng rồi, đúng rồi. Thì đó mình chọn cho nó phù hợp đó. Đó, thì sau đó khi mình ráp vô thì mình khi mình tính lại chẳng hạn tới cái quạt mà 4 quạt đó, thì với công suất công suất mà 3.5 35 thì nó sẽ là tốc độ gió thực tế là 38, và nếu 40 thì như vậy, và 40 45 50. Rồi thì như vậy thì mình phải tìm cho ra cái tốc độ thông gió của mình là 2m, của mình 2m2 á. Thì từ đó thì tăng sẽ tạm làm và mình tìm ra được cái quạt, số quạt mình cần. Là mình lấy cái hai cái công suất quạt, một cái là 40 và một cái 45. Thì nó ra được cái thông số tối đa mình là 47.2 m trên dây. Thì khi đó thì mình test cái tốc độ gió mình là ra 2m19 thì nó tương đương với là 2m2 của mình đang cho đó, đang theo cái đề bài ban đầu á, là của chuồng đẻ là mình phải 2m trên 2.2m trên giây. Tương tự vậy thì bắt đầu ta tính cái diện tích tấm làm mát, thì ở đây là mình đang mặc định là cũng cái diện tốc độ gió của qua tấm làm mát của mình là 1.5. Đây thì không tính cái tốc độ gió là 2 chấm. Thì mình sẽ tìm ra được cái diện tích của tấm làm mát. Diện tích tấm làm mát thì diện tích của cái mặt diện tích giấy làm mát mình cần, mà cái diện tích cái bề mặt đó thì nó gồm nó bằng cái chiều dài là 1.8 nhân với cái chiều kia là 0.63 đó, thì mình muốn tìm được cái diện tích của chiều ở đây anh em dễ thấy. Rồi, đây là chính là mình tìm được cái diện tích của tấm làm mát này, là mình lấy bằng cái tốc thông gió tối đa mình chia cho cái vận tốc. Rồi, cái chiều cao tiêu chuẩn của tấm làm mát là mình có cái chiều cao rồi, thì mình muốn tìm cái chiều rộng để mình tính ra cái chiều dài á, chiều dài tấm làm mát á, thì mình sẽ cái chiều dài của tấm làm mát nó sẽ bằng là cái diện tích tấm làm mát này chia cho 1.8 đây, thì nó ra cái chiều dài tấm làm mát. Rồi thì cái đây sẽ phân bổ ra tấm làm mát. Thì cái chuồng của mình là nó 7 mét mấy đó, thì nếu mà mình có cái cửa nữa thì tăng đang chia ở đây là 6.5 là cái mặt trước, và còn là cái 5.05 là theo cái chiều hai bên hông đó, đúng không Tăng? Em đang chia làm đôi đúng không? Dạ đúng anh. Là nó giống như là cái tấm làm mát chữ U đó, nghĩa là cái diện tích mình cái chiều dài nó phải 11, nhưng mà nó một mặt trước không thì nó không đủ, nên ta phải làm thêm ở hai bên. Đó là cái số tấm là mát. Dạ, thì đó là cái phần tính là tấm làm mát của cái trại trại đẻ và tính cái số quạt. Nó có hai phần anh để làm rõ cho anh em hiểu luôn. Thứ nhất là cái chỗ tính với thể tích phòng á, muốn hỏi cái đó mà chia nhỏ như vậy là tốt rồi, nhưng nó còn thiếu một cái hình nữa. Nếu chúng ta muốn cắt nhỏ thì nó còn thiếu một cái hình nữa là giữa cái trụ đỡ cái hành lang ấy. Là chúng ta có không? Cái trụ đỡ này, nó nằm ở ngoài mà anh, đây nè, đây là chỗ cái chuồng tới. Cái trụ đỡ đây. giữa. Đây với nữa anh. Đúng rồi. Đây có này anh, em tính xuống đây là đằng ngang cái mương này. Còn bên kia thì sao? Bên đây nó giống nhau thì nhân 2 thôi, em tính bên đây nhân 2 lên. Giống nhau, nhân em tính một bên là nhân 2 lên là ra cái này.
Rồi. À. Dạ. Rồi chính giữa đúng không? Rồi. Dạ 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 chính giữa anh. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là giấy làm mát, đi qua chỗ giấy làm mát đi. Diện tích giấy làm mát rồi. Dạ. À, tăng đang đặt một trường hợp là 1.5 thôi đúng không? Chứ không có hai. Dạ đúng rồi, 1.5 thôi anh. Dạ dạ đặt một trường hợp 1.5. Một trường hợp 1.5 đó thì anh em phải rõ cái đó để hiểu trong bản chất của tăng. Rồi anh có hai cái đó làm rõ để mọi người rõ thôi. À, dạ em có câu hỏi này thêm xíu anh Huấn. Trong cái bài này á, là em đang tính cái số tấm làm mát á, là em bằng cái thông gió tối đa, đây là cái thông gió tối đa của cái phòng chứ không phải là thông gió tối đa mà sau khi mình tính quạt thì thực sự em cũng chưa rõ là sau khi mình lắp cái quạt vô rồi đó thì cái tấm làm mát là mình tính theo quạt hay là mình tính theo cái phòng ban đầu. Nên tính hai phần, một cái phần á, là theo tính theo thể tích tính theo thể tích phòng, tức là lấy thông gió tối đa là bằng thể tích phòng nhân chia đi cho thời gian trao đổi khí, thông gió tối đa đó là theo thể tích phòng đúng không? Dạ, dạ, trường hợp này là đang theo cái đó đấy anh ạ. À. Dạ. Sau khi chúng ta tính ra một cái phần đó để chúng ta tính cái quạt là bằng gì, thông gió tối đa chia đi cho công suất của một quạt để chúng ta trộn quạt. Đúng rồi. Như vậy chúng ta sẽ có làm trồng lên làm trồng dưới được chưa? Thì chúng ta có hai cái loại về diện tích giấy làm mát. Một á là lấy cái thông gió của phòng, tức là thông gió tối đa của phòng, một là lấy thông gió tối đa của quạt để coi thử nó có chênh lệch nhiều không, để mình làm tròn đó lại cho nó có tăng cái tốc độ gió của chúng ta lên nhiều lắm không so với tiêu chuẩn. Do chúng ta làm tròn lên á thì nó sẽ tăng lên, ví dụ là từ 0.5 nó lên là thêm 1, 0.5 nó lên tròn đi. Thì như vậy là nó có vượt quá nhiều không, nó có dư lắm không? Vậy thôi. Để xem xét cái việc đó chúng ta cần cân nhắc cái tốc độ gió trong phòng cho con heo nó có phù hợp không thôi. Tăng ngày để mình chết lại ấy. Dạ em thấy có anh Hảo giơ tay. Dạ. Anh Hảo mở mic chia sẻ anh Hảo. Dạ chào các anh em, thì em có hai câu hỏi muốn hỏi anh Ẩn và anh Tân. Thì câu hỏi thứ nhất là các anh thiết kế cái chiều dài thì nó sẽ không đạt cái chiều dài tối thiểu và tối đa. Vậy cho em hỏi là chẳng hạn như bên hỏi anh Quấn là chia sẻ là bên nước ngoài mình có thể thiết kế là một chuồng đẻ có 3 dải khác ở Việt Nam được anh. Chẳng hạn Việt Nam thường thì mình sẽ thấy một chạy đẻ là nó chỉ có 2 dải thôi, nhưng mà trong trường hợp này nó sẽ không đạt vào cái chiều dài tối ưu. Thì như thế mình thiết kế 3 giải thì nó có được hay không? Và câu hỏi thứ hai là em thấy trong cái bài này là anh Đẳng và anh Tân làm là cái số quạt tối ưu nó là 2 cái. Nhưng mà các anh có tính thử là tấp thông gió tối thiểu nó có đạt hay không? Tại vì nó liên quan khi mà nhiệt độ xuống thấp thì mình sẽ giảm quạt, đúng không ạ? Ừ. Thì mình có tính thử là thông gió tối thiểu của khi mà chẳng hạn như ban đêm mình sẽ tắt một quạt hay gì đó thì nó đạt cái thông gió tối thiểu mà. Câu hỏi thứ hai á, là nó như vậy. Câu hỏi thứ hai á, là chúng ta đang tính cái thông gió cho thông gió cực đại, có nghĩa là thời tiết nóng. Còn cái thông gió tối thiểu á, là chúng ta sẽ có nhiều phương pháp mà mọi người đang dùng á, nó rất là phổ điển, có nghĩa là chúng ta dùng tắt một quạt mở một quạt. Như vậy là tắt một quạt chưa chắc nó đã mở một quạt, chưa chắc nó đã đảm bảo cái thông gió tối thiểu, tức là chúng ta đang dùng theo cái cách phổ điển, có nghĩa là dùng tay. Thì như vậy muốn đạt thông gió tối thiểu á, thì nó sẽ cần thêm một cái dạng giống như hôm trước chúng ta đã có cái biến tầng để nó chạy cái quạt từ tốc độ 45% lên 100% đó, để chúng ta cài cái nhiệt độ cho nó chạy thì cái phần đó nó chưa tới, nhưng mà chúng ta cứ hiểu theo cái nguyên lý nó vậy trước. Đó có phần câu hỏi thứ hai của hãng thì nên hiểu như vậy. Còn chúng ta nên hiểu hôm nay là chúng ta hiểu cái nguyên lý trước. Còn câu hỏi thứ một thì Quý Tăng giải thích thêm. Câu hỏi một thì em cũng không em nghĩ là nếu làm thì cũng được, nhưng mà có thể là cái thiết kế như vậy thì nó chỉ bị cái diện tích đó anh ạ. Cái diện tích nó sẽ không tối ưu, tại vì khi anh làm thêm một dãy nữa thì anh mất hai lối đi.
thì em nghĩ là được. Này về mặt như đó thì nó sẽ đạt được cho mình là cái chiều dài nó nằm trong cái chuẩn là từ 55 đến 77. Nhưng mà nếu như vậy thì em đang lo ngại là nó sẽ tốn về chi phí hơn. Tốn về chi phí xây dựng, đúng rồi. Dạ dạ, em nghĩ là tốn về chi phí xây dựng hơn. Dạ. Coi thử nó tốn về chi phí xây dựng không, và nó sẽ cần một cái hành lang. Một cái hành lang mà để lùa con heo, và một hành lang để cho ăn nó đấy. Cái tức là một cái hành lang mà để lùa con heo, một cái đường đan để lùa con heo 1m1 nữa. Dạ dạ. Và phải xây cái vách nó lên để con heo nó đi, nó không bị ấy à nè. Tại đưa lên trên mà, nếu bên kia là có cái đầu cái đít con kia chặn, nếu không mình phải xây tiếp đó nữa. Không cần, nó sẽ xây hai cái đầu của con heo nái lại với nhau. Biết hiểu không ta? Hiểu anh. Có hai dải xây đít, tức là một dải ngoài bìa là xây đít vào, một con dải ở giữa là xây cái đít vào với con kia, rồi một cái dải là nó xây đầu với cái con ở cái dải giữa. Hiểu không ta? Dạ. Đó. Hiểu anh. Nếu thiết kế thì thiết kế vậy. Nhưng mà nó sẽ tốn hơn không á, theo mình á thì nó đang tốn hơn đấy, nhưng mà mình bỏ vào mình sẽ tính toán được bằng cách là mình lên cái mô hình này mình vẽ được nha. Hảo à, có năng chúng ta sẽ thiết kế được chứ không phải là không, nhưng dạ. Mà tính toán thêm cái thông số là về xây dựng nó có tăng thêm chi phí xây dựng không, cái phần đó cũng phải cân nhắc rồi. Rồi sang có câu hỏi gì? Dạ, như sếp anh chịu là cái chỗ dày lắm mạt á, cái tìm dày lắm mạt á. Tên. Dạ, cái chỗ tên thầy sếp đề công thức là chỗ lương tầm lắm mạt á. Dạ, bằng cái hang đỏ á, cái cột hang thứ hai á. Tại ơi. Dạ, số lương tầm lắm mạt bằng thông gió tối đa chia cho cái vận tốc. Chưa cái tốc độ gió qua tầm lắm mạt đó sếp. Cái nào em? Tên thì tên là sếp, tên ở hai năm. Hả? Cái dòng đỏ dòng đỏ ở tên số 3.18 á sếp. Đây á. Dạ dạ, cái công thức đó là diện tích tầm lắm mạt chứ không phải là số lượng tầm lắm mạt. Đúng rồi. Đúng rồi Sam, cái đó anh đánh nhầm rồi. Đúng rồi. Nhưng mà công thức dưới là đúng nè, ở trên đó này thì mà ở dưới là đúng nè. Dạ. Rồi em. Rồi chắc cái phần này chúng ta cũng tiết kiệm thời gian một chút, là cái phần của Nam với phần của ảnh là nó cũng đã được rõ. Nhưng mà anh em nên có cái bài toán cho trại thực tế của mình, đặc biệt anh em đứng trại thì làm chúng ta mới hiểu được. Hiểu thì chúng ta, đây là một cái năng lực chuyên môn nó rất là quan trọng, đặc biệt sau này là chúng ta sẽ làm đúng, và sau này nó hiểu được từng cái thông số này, chúng ta sẽ tính toán ra một cái bảng rất là lớn. Cho nên là mình muốn anh em hiểu rõ từng cái công thức này, chi tiết này, và mọi người nên chép lại. Có khả năng chúng ta sẽ có nhiều cái bữa cho việc này đối với cấp chức hoặc một số anh em nhân viên đứng trại, để anh em thực tế làm thử nó như thế nào. Thì sợ không có thời gian thì các anh trưởng phòng kỹ thuật ở các BU nên triển khai cái việc này đến nhân viên để chi, hoặc là trong những cái kỳ họp nào đó chúng ta nên có làm thực tế, thì nó có làm thực tế thì nó mới hiểu được, mà không làm thực tế thì không hiểu đâu. Nhiều lúc chúng ta còn lắng quán nhiều lần đấy, nên mình đề nghị như vậy. Trong cái bài này á thì hôm bữa mình học á sếp ạ, thì mình nó có cái thứ nhất là cái công suất quạt có thể là còn 80, rồi cái sức cản, nhưng mà theo cái ví dụ anh không có đưa vô nên tụi em cũng không có đưa vô. Nhưng mà khi thiết kế cái này là anh em có nên làm không? Nếu mình làm thì mình đưa thông số vô, và em định kế hoạch đó là nếu như được thì mình triển khai toàn quốc luôn, là mỗi anh em đứng trại là phải tính lại cái trại của mình nó đang thiếu đủ ra làm sao.
thì anh em giám sát vòng là người chịu trách nhiệm kiểm tra và này, thì như vậy là tất cả anh em đều là thực hành thực tập và hiểu về cái này. Còn chưa ai chưa hiểu đâu thì mình anh em giám sát chịu trách nhiệm mà mình giải thích, còn không, anh giám sát được nữa thì tới trưởng phòng, thì cách như vậy là mình mới ứng dụng được. Rồi. Dạ. Ok, cái đó cũng là một cái cách để chúng ta triển khai, anh em phải bắt tay vào làm thì mới hiểu được. Rồi thì cái phần đó ghi nhận cái phần này. Ở chỗ Huyền lưu ý cái này để ghi note lại giúp anh, để anh có cái biên bản anh theo dõi cái công việc. Nó có một phần nữa là anh giúp chia sẻ với anh cái các cái công cụ dụng cụ trong vòng khoảng 5 phút thôi về cái đường link, cái là cái download cái video về xem cái các công cụ dụng cụ để mà đo lường tốc độ gió, đo lường nhiệt độ rồi đấy. Dạ dạ em nghe rồi anh. Dạ. Để chuẩn bị chia sẻ với các anh chị cái phần mà đường link, để anh chị mình có thể vào mình xem ở trên internet của công ty ha. Anh chị cho em vài phút để em bắt đầu chia sẻ màn hình. Dạ anh chị có nhìn thấy màn hình chưa ạ? Alo ạ. Ê, dạ rồi em cảm ơn. Trước tiên là mình để dạ, đi vào chị ạ. Dạ rồi trước tiên là để mình đi vào được cái phần Sebo Internet đó, cái phần dễ nhất ha, là mình sẽ đi từ cái trang chủ của công ty. Còn trường hợp mà các anh chị đã nhận cái đường link mà Hân gửi rồi ở trên Sebo đó, thì mình cứ bấm cái dấu sao để mình lưu nó lại ha các anh chị. Đầu tiên mình cứ gõ cái phần là Green Feed của chúng ta ha. Nếu mà trường hợp là chúng ta chưa có đi vô cái lần nào, thì chúng ta sẽ vào cái trang chủ giùm em luôn. Các anh chị có thể thao tác là mình gõ cái chữ Greenfit luôn ở trên cái trình duyệt. Rồi mình đi vô cái link này. Rồi khi mà mình vô được tới đây rồi đó các anh chị, thì chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta kéo xuống. Anh chị cho em xin một ít em thông tin để em kiểm tra cái việc mở mic của mọi người ha. Rồi mình kéo xuống ở phía dưới cùng để mình chọn cái chỗ size map ha, và mình vào cái phần gọi là intranet ha, mình click vô. Rồi khi mình đi vô tới phần này rồi, các anh chị chọn chỗ ngành để mình chọn cái ngành thức ăn chăn nuôi của mình. Rồi khi cái trang web mà được tải lên á, thì lúc đó chúng ta vào cái chỗ mà thư viện tài liệu nè, chúng ta chọn vào cái danh mục là thư viện tài liệu. Do ở bên Hân trời đang mưa, cái đường truyền nó cũng không có được tốt lắm, nó hơi chậm. Rồi mình vào cái thư viện tài liệu, anh chị đợi chút xíu cho cái hệ thống nó lên. Thì chúng ta vào trong thư viện tài liệu rồi chúng ta sẽ tìm tới cái thư mục là tài liệu tư vấn kỹ thuật chăn nuôi ha. Cái thư mục số 11. Chọn vào thư mục số 11. Và chúng ta chọn vào là chuẩn hóa kiến thức kỹ thuật heo Greenfit. Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy các cái folder như sau ha. Hiện tại là chúng ta sẽ có cái folder 1 để mình xem các tài liệu tham khảo. Và cái folder hiện giờ chúng ta đang làm là cái tài liệu về... các lớp học về chuyên môn của chúng ta, là các lớp học ở đây ha. Và cái đây là cái lớp về kỹ năng, thì cái lớp kỹ năng mà các anh chị ở khu vực phía Nam và miền Trung đã vừa học rồi đó, thì sắp tới sẽ tới miền Bắc ha. Thì mình sẽ vào cái thư mục số 01 này để chúng ta bắt đầu vô mình xem ở trong đây có một số tài liệu, ví dụ như tài liệu dùng để đọc, thì các anh chị vô đây có một số tài liệu để anh chị tham khảo. Và cái phần video mà anh Huấn vừa chia sẻ với lớp chúng ta là sẽ nằm ở đây ha các anh chị. Video để hướng dẫn sử dụng công cụ dụng cụ. Hiện giờ
À, Hân có nhận và upload được 4 tài liệu, là tài liệu về máy đo khoảng cách laser, máy đo vi khí hậu chuồng nuôi, máy nhiệt ẩm kế tự ghi, súng đo nhiệt độ. Thì đây là 4 cái video, và hiện là video này là các Hân sẽ gửi cái đường link lên trên lớp học của chúng ta. Các anh chị mà muốn vào xem á, tài liệu này thì các anh chị phải đăng nhập vào bằng hệ thống của công ty mình. Chứ cái phần này là mình đăng nhập bằng Gmail hoặc là các tài khoản cá nhân thì sẽ không có vào được ha các anh chị. Và mình vào để mình xem cái video và mình xem online. Hiện giờ Hân chưa thiết lập cho các anh chị tải về sử dụng trên thiết bị cá nhân nha. Tại vì cái này nó là cái tài sản cũng rất là quan trọng á, thì trong thời gian tới thì mình sẽ tìm cái cách cho các anh chị mình tiếp cận nó dễ hơn. Nhưng mà đây là cái cách mà các anh chị mình vào để mình xem. Và tài liệu này các anh chị lưu ý là tất cả các thông tin khi mà chúng ta đi vào cái trang internet của công ty á, thì chúng ta phải thực hiện qua cái khâu gọi là đăng nhập bằng email. Giống như trường hợp mà các anh chị tham dự, các anh chị thi ở trên Microsoft Form cũng vậy ha, là mình sẽ đăng nhập bằng tài khoản của công ty cung cấp, là bằng cái email Greenfit á. Thì sau đó chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái tài liệu nguồn ở trên này để mình tham khảo. Thì khi ở đây là chúng ta có những cái tài liệu mình muốn xem á, thì mình cứ click vô thì nó sẽ tự động nó chạy cái dữ liệu này qua một cái trang. Cái trang đó là gọi là một cái trang stream. Rồi cái này anh chị sẽ thấy là nó sẽ bắt đầu nó load cái dữ liệu của mình lên để mình xem. Anh chị cho em xin một phút để em bắt đầu thực hiện share lại cái phần này để anh chị thấy được cái âm thanh của video. Rồi. Tôi xin giới thiệu đến anh chị và các bạn máy đo khoảng cách laser model GLM-125C do hãng Bosch sản xuất, thiết bị rất hữu dụng trong việc đo khoảng cách không gian rộng. Ở đây trong là cái video thì các anh chị nhìn thấy đây là giao diện ha. Ở trên đây có nút dừng, lùi, tới và âm lượng. Mình lên đây để mình xem. Và cái trình chiếu này mình có thể xem được trên laptop lẫn trên điện thoại ha các anh chị. Bàn phím chức năng. Rồi. Đó là một trong một số cái video thì mình có thể chờ nó load xong mà mình xem được những cái video này. Cũng như là mình xem cái video nào thì mình có thể lựa chọn ha. Link thì Hân sẽ dán cái phần link này cho các anh chị dễ truy cập ở trong cái phần bot chat của chúng ta. Dạ anh Hân ơi, cái phần này chia sẻ gì thêm không ạ? Ok, được rồi. Gửi cái link đó cho mọi người trong cái đường link về đào tạo đó. Dạ rồi. Thấy Sang giơ tay, không biết Sang giơ tay gì hả Sang hả? Em thấy anh Huấn chia sẻ màn hình ạ. Đúng rồi, anh muốn nói với mọi người cái này chút trước khi kết thúc. Chắc cho anh khoảng 3 phút nữa thôi, người trẻ sẽ nghỉ. Cái phần của sắp tới á, là cái phần này nó rất là quan trọng. Anh em thấy màn hình không ta? Dạ có nhìn thấy anh. Đấy là anh ơi. Đây là một cái công thức hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em, nhưng mà chúng ta sẽ dành lại thời gian để nó sẽ đi vào các khái niệm cho nó chuẩn luôn. Thì đây là một công thức tính nhiệt độ cảm nhận trên heo theo nhiệt độ ẩm độ môi trường. Trong đó là công thức này nó được tính do cái tài liệu này. Thì như vậy á, là đây là nhiệt độ môi trường. Cái nhiệt độ môi trường của chúng ta là bao nhiêu? Cảm nhận theo nhiệt độ môi trường và tốc độ gió luôn nha. Tốc độ gió
ba cái yếu tố mà nó làm ảnh hưởng đến cảm nhận của heo đấy. Đây là ẩm độ. Ví dụ như chúng ta đo ẩm độ là 50 thì nó sẽ có cái nó sẽ có cái nhiệt độ hồ ước trong công thức mà hôm trước chúng ta tính đấy. Thì chúng ta cái này là thông số chúng ta được này, ẩm độ tương đối chúng ta đo được. Nhiệt độ bầu khô là nhiệt độ môi trường chúng ta đã có, chúng ta đo được. Thì dựa vào ẩm độ và dựa vào nhiệt độ của môi trường, chúng ta sẽ có tính được nhiệt độ bầu ước qua công thức này. Đây là nhiệt độ bầu ước, nó qua công thức này. Thì cái này mình đã tính sẵn. Ví dụ nhiệt độ môi trường là 15, ẩm độ là 50, thì như vậy nhiệt độ bầu ước là 9.4 qua công thức này. Thì cái này mình đã tính sẵn cho anh em rồi. Ví dụ như nhiệt độ hiện tại, ví dụ như là của miền Trung nó đang là 31 đi, thì như vậy á, với ẩm độ 50 thì nhiệt độ bầu ước nó là 23. Đó là một bước trung gian để chúng ta tính ra nhiệt độ cảm nhận. Cái dòng này là tốc độ gió, mình cũng để tính sẵn. Ví dụ như 0.2, 0.3, 0.4. Thì như vậy trong cái nghiên cứu này, nếu như tốc độ gió trong chuồng là 0.2 thì nhiệt độ cảm nhận của con heo nó sẽ bằng nhiệt độ môi trường với cái ẩm độ 50 nha, hay theo cái ẩm độ nữa. Thì như vậy anh em để ý này, tốc độ gió 0.2 với nhiệt độ môi trường bên này và ẩm độ là 50, thì như vậy nhiệt độ cảm nhận của con heo bằng chính nhiệt độ của môi trường. Nhưng khi tăng tốc độ gió và tăng cái ẩm độ này thì cái nhiệt độ cảm nhận của con heo nó sẽ biến thiên theo. Thì mình lấy ví dụ nhiệt độ môi trường của miền Trung hiện tại đang là 30 đi, 31 đi, mình lấy cái dòng này, cái dòng mình đang đánh màu đỏ này, màu vàng này. Rồi anh thay cái này, nó là 85%. Thì như vậy á, thì nhiệt độ bầu khô của nó là 27. Thì như vậy nhiệt độ cảm nhận của con heo với tốc độ gió này, ví dụ heo bê sữa chúng ta cần tốc độ gió là 1, giống như nhu cầu anh em đã học, thì nhiệt độ cảm nhận của heo là 29. Thì đây nó là phù hợp cho heo cây sữa với tốc độ gió là 1. Nhưng nhiệt độ nhưng mà tốc độ giảm xuống đây, ẩm độ thì nó sẽ tăng lên. Đó là một cái khúc này chúng ta sẽ coi với cái con heo cây sữa miền Trung 31. Thì như vậy nếu như chúng ta chỉ chạy trong chuồng bầu tốc độ gió là 1.8 đi, thì như vậy là 31 với ẩm độ là 85, thì như vậy 1.8 thì con heo bầu của chúng ta nó sẽ cảm nhận là 27 độ. Đây chính là cái sau này chúng ta sẽ ứng dụng trong cái việc sử dụng quạt để tăng tốc độ gió. Còn nhiệt độ môi trường này chúng ta không thể thay đổi. Nhiệt độ bầu ước này nó sẽ tính theo nhiệt độ môi trường. Ẩm độ này chúng ta có khả năng thay đổi là đi qua tấm làm mát đấy, nhưng mà nó cũng sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. Thì nó sẽ tính ra cái vùng cách nhiệt mà hôm trước chúng ta học là công thức THI đấy. Thì trong này nó sẽ có cái THI trong cái công thức mà tính cái nhiệt độ mà cảm nhận này, nó sẽ có là cái THI là chỉ số cách nhiệt. Cái này nó rất là quan trọng, sau này chúng ta sẽ sử dụng cái này cho cái việc sử dụng quạt theo tốc độ gió này. Thì như vậy á, sau này nó sẽ có bảng, từ cái này hiểu xong chúng ta sẽ xây dựng, chúng ta sẽ gõ tôi xài nhiệt độ môi trường này, ẩm độ môi trường này, thì tôi phải xài bao nhiêu quạt cho heo nái mang thai, bao nhiêu quạt cho heo cây sữa, bao nhiêu quạt cho, nhưng mà tốc độ gió là phải đảm bảo. Còn nếu tốc độ gió không đảm bảo thì nó không có phương pháp, nó phải dùng phương pháp khác. Thì đây là một cái phần nó rất là quan trọng, nó được tính theo công thức này, nhiệt độ cảm nhận nó tính theo công thức này. Đây là nhiệt độ bầu ước. Hôm trước chúng ta có công thức mà diện tích, chúng ta có cái nhiệt độ mà bầu ước đi qua tấm làm mát đó, nó
nó sẽ có cái tính cái nhiệt độ bầu ướt. Thì cái này trên mạng nó có nhiều lắm, nó sẽ có nhiều cái phần mềm để tính cái này lắm, mọi người cứ tìm. Nhưng mà nó đang tính theo công thức này đó. Thì bây giờ sau này chúng ta chỉ cần gõ, ví dụ nhiệt độ của chúng ta là 35, ẩm độ là 85, thì như vậy á, là với tốc độ gió thì nhiệt độ hay nhiệt độ cảm nhận cũng theo, thì chúng ta chỉ cần gõ đây thôi thì nó sẽ thay theo cái này. Rồi chúng ta sẽ gõ thêm tốc độ gió nữa. Tốc độ gió thực tế của chúng ta đó, trong đây là cái mà mình để ra theo từng mức thôi. Còn khi chúng ta đo trong phòng chúng ta sẽ gõ đây, nó sẽ tính ra được đó là nhiệt độ cảm nhận cũng theo trong buồng trong phòng đó, nó có lạnh hay không, nó có nóng hay không, hay là như nào, là chúng ta phải dùng cái này mới điều chỉnh được cái quạt không trại. Đây là cái mà nó rất là quan trọng mọi người. Hồi xưa giờ là theo cái cảm nhận của con người và theo cái kinh nghiệm, thì cái này là nó chưa tới bằng này. Nhưng mà mình giới thiệu trước, nó liên quan đến các thông số. Ví dụ các thông số về gì, một feet là bằng bao nhiêu mét, một TS và một TSN nó là bằng bao nhiêu mét trên phút, thì nó có công thức đổ hết. Thì mình sẽ giới thiệu cái này ngày hôm nay, không có đủ thời gian, nhưng mà từ cái này chúng ta sẽ có tính ra nhiệt độ cảm nhận, và từ nhiệt độ cảm nhận chúng ta tính ra cái việc sử dụng quạt hoặc sử dụng giấy nước làm mát trong cái phòng đó. Đây là một kiến thức rất là căn bản, chúng ta phải học từ cái thiết kế gió trước, rồi chúng ta sẽ học cái các thông số, chúng ta sẽ học cái chết của trại cũ, thì nó mới đủ cái năng lực thứ nhất, gọi là năng lực về thiết kế thông gió chuồng trại đấy của anh em. Nhưng mà mình còn nợ anh em một phần, và cái phần là làm sao chúng ta tính được cái chu chuyển đàn. Cái phần đó anh em có khái niệm rồi đó, nhưng mà nó chưa có, mọi người chưa có hiểu chung giống nhau. Ví dụ như 600 máy thì càng bao nhiêu lòng, bao nhiêu phòng, bao nhiêu như thế nào, là chúng ta chưa rõ cái công thức mà nãy mình chia sẻ với anh em đó, thì chúng ta cũng phải đi cái đó nữa. Vì vậy cái khối lượng mà chúng ta cần phải học về cái kiến thức này là còn nhiều đấy. Cho nên anh em tập trung. Mình thấy là mọi người là mình 260 mấy người, nhưng mà anh em học dần dần bắt đầu rớt ra, còn lại có một hàng 200 mấy hàng. Mình đã tổng kết, nhắc lại, mình đã tổng kết 9-10 chủ đề thi, cộng với đánh giá 4 đề, cộng thêm với là kết quả năng suất của những năm trước. Thì đây là cái mà chúng ta cần phải nhìn lại bản thân, để chúng ta nên đầu tư về cái việc học này. Anh em nên nghiêm túc trong cái việc này, vừa là mang lại giá trị cho mình, vừa là chúng ta sẽ sử dụng cái kiến thức này để làm được rất nhiều việc đó. Thì tóm lại cái buổi tối hôm nay thì mình có mấy cái ý như vậy, chắc là thời gian nó cũng hết rồi, thì Hăng sẽ trao đổi với lớp và đóng cuộc họp. Dạ em cảm ơn anh Huấn ạ. Xin chào các anh chị. Thì đến bây giờ chúng ta đã trễ hơn 15 phút so với kế hoạch chúng ta đã đưa ra. Cảm ơn các anh đã chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham dự đến bây giờ ha. Thì cái chương trình học xong thì Hân sẽ gửi cho các anh chị cái video ghi lại và cái đường link để truy cập, thì Hân cũng sẽ gửi trên email luôn. Tại một số bạn đang tham dự ở trên online này và các bạn không có tham dự bằng cái email của công ty, nên là Hân mong muốn là thời gian tới các bạn khi mà đăng nhập, chúng ta nên thường xuyên mình dùng cái tài khoản công ty đã cấp để các bạn tham gia được. Tại vì trên cái nền tảng mà công ty xây dựng trên Microsoft này á, nó rất là nhiều phong phú, nhiều cái chương trình có thể chúng ta dùng được. Nên là chúng ta cứ đăng nhập bằng cái tài khoản GreenFit, thì khi đó các bạn lên thao tác team hoặc thao tác các cái phần mềm liên quan á, mình cứ thử thao tác đi rồi mình sẽ dùng quen dần, và các bạn sẽ không có ngại cái việc mà chúng